Bữa nay là bữa thứ 9 rồi đó, đúng không? Này là mới 9 buổi. Dạ đúng rồi thầy, bữa nay bữa thứ 9. Em Chào chào thứ 9 thầy, em chào cả nhà. rồi đó thằng ơi. Bữa nay là buổi thứ 9 rồi hay là mới 9 buổi hà? Mới Mới chín mới có buổi 9 buổi hà. Mới có 9 buổi đó hà. thầy Mới có 9 ơi. buổi đó thầy ơi. Mới có 9 buổi hà. Thầy nói gì cũng dễ thương hết. Biết ơn thầy ạ. Học với thầy Mới nha, có mới có 9 nha. buổi Mới có 9 buổi hả? Rồi. Nè, chia sẻ cho các anh chị về cái hôm qua là mình học tới cái khái niệm gì vậy ta? Vật chất hả? Không gian hả? Cái khái niệm vật chất không gian cho ta? Chị thân Chị rồi thân thầy ạ. Dạ rồi thầy, học vật chất không gian rồi. Còn thời gian nữa. Năm tầng bậc nhật thất. Dạ. Nhưng mà chưa học phần thời gian thầy ơi. Dạ. Dạ. Thôi chút xíu giao lưu thời gian sau. Lucky ơi, con giơ tay con muốn phát biểu đúng không? Thì con phát biểu đi, tại tắt mic mọi người cho con phát biểu nè. Hình như bữa nay có một mình Lucky Trần giơ tay phát biểu hả? Hay gì ta? Yếm sống luôn rồi. Nè, nghe thông tin là mẹ mới báo cho thầy biết á, là hôm gài có mấy bạn trong lớp hướng dẫn cho thủ dâm. Không phải. Sao nói nghe Này là con học học lớp con học sinh học trong sinh trong học, lớp các đúng bạn. rồi thì sinh học đó, nghe thông tin mẹ nói con học tập gì đó rồi trong đó. Sao đâu nói thầy nghe. Dạ là đôi khi á là dạ là đôi khi á là con cũng thấy là đừng nhìn hình mà bắt hình dâm, nhưng mà đôi khi không nhìn hình mà bắt hình dâm chị ạ. Ai mà đi bắt hình dông ông ơi, Ví dụ như là tôi cái mới nói với mẹ nè, tuổi của con bắt đầu coi ai chừng nào dậy thì phải hướng dẫn giáo dục giới tính. Thầy ngày xưa 15 tuổi thầy mới dậy thì dạ đúng rồi ạ. Và con thấy rằng là đôi khi con nhìn thấy một cái con cá sống á được một người đầu bếp cắt ra, con cứ nghĩ rằng là nó tanh tanh á, nhưng mà sau khi ăn vào con thấy nó rất tươi tươi và thơm thơm nữa nữa. Nhưng mà đôi khi á là mình nhìn vẻ đẹp của người ta, nhưng mà ai ngờ người ta tốt thì mình lại nhìn xem coi là người ta có đạo đức. không, bây giờ mình không có nói ở cái đánh giá mà đang nói góc nhìn của khoa học. Coi thầy có giúp đỡ con được gì không trong cái giai đoạn trưởng thành này. Chứ không gì đâu, có gì đâu, ai đánh giá quánh giá gì đâu. Thanh Tại niên vì trai tráng lớn tuổi chút xíu, thủ dâm chút xíu, có chuyện gì đâu. dạ là đôi khi á là mình cũng thấy thấy những người xinh đẹp đó, mình lại nghĩ rằng là à chắc chắn là người này là người tốt, nhưng mà ai ngờ là người xấu. Nhưng mà đến khi mình gặp một người đẹp khác thì mình nghĩ rằng là đây là người tốt, người xấu, nhưng mà người ta lại tốt, người ta nhìn hình mà bắt hình dâm. Dâm cái phong tục này con Dâm. thấy thấy cái phong tục này hơi kỳ lạ. Cái đó đâu phải phong tục mà là do giống như một người bị rắn cắn thì từ đó trở đi thấy cái gì nó cứ như sợi dây thì người ta sợ, nhúc nhích là người ta sợ. Dạ. Nên khi tiếp xúc với con người, người ta là bị ấn tượng không tốt về tiếp người đó rồi. Nếu mình nằm trong tiếp người đó thì người ta lại nhìn thấy như vậy, thì nhiệm vụ không phải mình giải quyết vấn đề nội tâm của mình thôi, nhưng ở đây nó chủ đề khác nha. Đó Dạ. là chủ đề con bây giờ con đang lớn hay sao, bắt đầu giới tính rồi bắt đầu trưởng thành thì từ từ có gì giao lưu sâu với thầy sao, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Mẹ con là phụ nữ sao biết được nam giới kiểu làm sao, đúng chưa? Dạ. Mẹ con không có trải qua được cái tuổi đó nên là có gì thì từ từ thầy trò giao lưu. Dạ. Vậy thôi rồi đâu, nói chuyện Dạ là đôi khi á là con cũng thấy rằng là nhìn hình mà bất kỳ dâm á, đi. Dòng. hay ai lộn hình dâm á, là mình thấy người ta xinh đẹp mà tính tức của người ta có đẹp không không, nhưng mà ai ngờ người ta có tính cực kỳ rất là tốt tốt, còn mình nó là thôi, còn mình nó là thì
thì mình còn mình nó là nhưng mà con học được tánh không của nội tâm rồi mà con đâu có suy xét cái vẻ bên ngoài sâu sắc nữa. Bây giờ con hiểu gì vào toàn diện rồi, con giờ con xét tới 7 cái hệ quy chiếu lần mà coi người đó có vào trí tuệ hay tâm thái hay phẩm chất nhân cách thể chất vật chất hay là cái gì chứ nó đâu còn theo tiêu chuẩn ngày xưa trong quá trình định người nữa. Yeah. Tiêu chí của con bây giờ nó rộng hơn sâu lắm mà đâu con đâu có ngồi xét một mặt tiêu chí gì sắc đẹp hay sức khỏe gì đơn thuần đâu. Dạ. Yeah. Dạ yeah, là cũng giống như vậy và con đôi khi là con thấy có một con rắn đó, nhưng mà con đâu có biết rằng là đôi khi á một người nhìn thấy một con rắn nhưng mà đâu có biết nó là rắn độc hay là rắn rắn không độc đâu. Làm sao không biết được? Nên đó là cái chết của trẻ tuổi trẻ là gì đó, thanh niên á thiếu cái nhận biết cái gì được gọi là nguy hiểm, nên khi người ta kêu cái gì cũng thử hết. Ví dụ như đưa vô chất kích thích có sao đâu, mày thử một lần có sao đâu, hút thuốc hay là xì ke ma tí gì đó, thử đi có chuyện gì đâu mà cuối cùng dính vô. Tại sao? Bởi vì không thoát được là bởi vì do gì? Cái tư duy của giống như con vậy, thử cái như vậy sao biết người ta như thế nào kia. Có những cái nó được gọi là không được thử là không được thử, tại vì yeah. nó đã chứng minh về xã hội rằng cái đó là nó đã tổn thương hại đến cái cuộc sống hủy hoại cuộc đời của một con người như thế nào rồi, thì cái đó mình nó không thử là không thử. Yeah. Không được quyền hiếu kỳ hay tò mò. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy nó sẽ chôn sâu cái cuộc đời mình vô đó luôn. Dạ. Yeah. Nghe không? Dạ yeah, là cũng báo của thầy là ngày xưa tuổi còn nhỏ thầy đi thử hút thuốc lá. Thầy hút thuốc lá, con biết thầy hút thuốc lá không? Thầy chuyên gia là ăn cắp thuốc của ba của nhà đi ra ngoài rừng hút. Nhưng mà thầy hút được đâu chắc cũng thời gian ngắn à. Cũng năm hay là kiểu gì à. Cái một ngày đẹp trời thầy vừa hút vô thầy mất ối, cái thầy nghĩ luôn từ đó trở đi thầy không hút thuốc. Yeah. Mà lúc đó thầy có học lớp đâu lớp 6 lớp 7 gì à. Dạ, yeah. Ok ạ. Yeah. Có những yeah. cái là mình không nên thử, ví dụ như giờ là chất kích thích. Thì việc đưa vào chất kích thích vào con người chúng ta, cái mọi người muốn trải nghiệm á, trải nghiệm cái thử thì hầu như họ bị dính vào. Và một trong những cái mà con người thử khi độ tuổi chưa đủ nữa đó là xét. Dạ. Chưa đủ tuổi để thử, nhưng mình lại không có đủ, không có kiến thức á, không được sự giáo dục, nên là cuối cùng mình bị nghiện. Hôm trước thầy có giúp đỡ sức khỏe cho người, đó là bị ám ảnh về cái tâm trí, về cái việc nhìn thấy những cái phim ảnh trên mạng không tốt á. Từ đó trở đi bị rối loạn đầu óc, tối ngày sáng đêm hiện cái hình đó không. Thì nên tuổi trẻ của con tuổi này phải cẩn trọng để làm gì? Để có được cái lành mạnh. Nên là những hiếu kỳ của những người bạn người ta lớn hơn mình, tại vì người ta dậy thì sớm hơn mình, thì người ta trải nghiệm những cái đó tốt trước hơn, nên họ mới bắt đầu nói cho mình nghe những cái trải nghiệm mà mình chưa tới. Thì cái từ từ cái bị dính vô những cái đó, nên là mình phải khéo một chút. Tuổi con bây giờ đang dậy vậy thì đang lớn đó chứ. Dạ đúng rồi ạ. Và đôi khi á, mình nhìn một cô gái đẹp quá, mình nghĩ rằng là cô đó rất là tốt, ai ngờ là cái xấu. Nhưng mà có đây... bây giờ người ta đẹp người ta vẫn tốt luôn ông ơi, chứ không có chuyện nhìn thấy đẹp là xấu đâu. Bây giờ đẹp là tốt luôn, đừng có nhìn thấy đẹp rồi không tốt nữa, nhìn cách khác đi. Dạ đúng rồi ạ. Là đôi khi mình không được nhìn với tư cách là đừng nhìn hình mà bắt hình dung hả. Như thế đó thầy, và trân trọng biết ơn thầy và cả nhà ạ. Rồi thì có gì đặt nghi vấn về giới tính hay là gì thì đó thì cứ đặt đi, rồi dịp nào đó gặp nhau họ trả lời ha. Dạ. Thú vị lắm á, chứ không giỡn đâu. Ngày xưa tuổi thầy mới vừa dậy thì lớn á, bắt đầu thầy mua một cái cuốn sách tâm lý phụ nữ dạy nhiêu gì là đọc à, nên á, là từ từ ha. Rồi bye bye con trai. Dạ là trân trọng biết ơn thầy và cả nhà, và con xin chúc mít. Xin mời Tuyết Minh. Dạ. Dạ, em trân trọng biết ơn thầy và trân trọng biết ơn cả lớp ạ. Dạ, thưa thầy em nói như thế đã đủ nghe chưa ạ? Em...
Chị nói lớn gấp 3 lần nữa là nghe đủ. Dạ, nói gì thôi chứ nghe được à chị. Dạ vâng, biết ơn thầy ạ. Dạ vâng. Em tên là đầy đủ là Nguyễn Tuyết Minh ạ. Em học từ K16 và bây giờ là em sang học K17. Thì thực sự là K16 em học thì em cũng chưa ngộ ra được nhiều điều, mà đến sang đến K17 đây thì tự nhiên em thấy mình có một cái sự nhận thức rất là rõ về rất là nhiều vấn đề mà nó liên quan đến trong cái cuộc sống của mình trước đây. Thế và đặc biệt là khi mà hôm vừa rồi ấy, học về tính không của nội tâm ấy, thì em đang có một cái nghi vấn là như thế này, thì em cũng xin phép được thầy chia sẻ với thầy để thầy có thể làm rõ hơn giúp em ạ. Em làm ở hiện tại thì em đang công tác ở Vietinbank, mà em làm công việc chính là xử lý thu hồi nợ ấy, thì thường xuyên là làm việc với lại các con nợ ấy. Đấy, chính vì thế mà khi mà làm việc với lại mình đi đòi nợ ấy, mà với lại những cái người gọi con nợ của mình ấy, thì họ hay có những cái thái độ bức xúc và hung hăng, có nghĩa là họ đòi hỏi những cái quyền lợi của họ rất là cao, mà trong khi đó thì mình thì làm việc theo quy định của pháp luật, mình không thể đáp ứng được hết những cái nhu cầu của người ta. Thì thực ra là em cũng không hiểu sao là em cũng khi mà học em ngộ ra rồi thì em cũng hiểu có thể đấy là phước báu của mình ấy, bởi vì là trong cái lúc mà xung đột như thế thì em cứ thường là kiểu mình ngồi im, họ muốn làm gì mình thì mình chửi rủa, thậm chí là đánh mình luôn ấy, mà rõ ràng là làm việc lúc ấy có cả đầy đủ cơ quan pháp luật, tòa án rồi thi hành án tất cả như thế, nhưng mà họ khi mà cái kiểu như là cái sự bức xúc của họ nó đẩy lên cao ấy, thì họ sẵn sàng họ làm những cái điều như thế đối với mình. Thì nhưng mà thì em đúng là đón nhận, lúc ấy mình cũng không bực mình hay là không giận dữ hay cũng không tranh giành một cái gì cả, mà lúc em cũng chỉ có nghĩ là đâu sẽ có đó thế thôi. Thế thì đến khi mà em học được cái tánh không của nội tâm ấy, thì em hiểu rằng là mình có thể là mình như thế, có phải là mình đã đón nhận được cái những cái sự việc mà nó đến với mình như thế hay không. Bởi vì là cho đến bây giờ thì sau bao nhiêu năm mà tất cả những cái người đấy sau khi mà giải quyết được rồi ấy, thì họ cũng đều nói, họ kết nối lại với em và họ cũng đều nói những cái lời cảm ơn ấy, vì những cái lúc như vậy mà mình không có phản ứng gì rồi mình vẫn cứ tìm cách để mình giúp đỡ người ta để làm sao mà giải quyết một cách thỏa đáng nhất. Đấy, thì sau này là như thế. Thế nhưng cái lúc ấy thì em cũng thực sự là sau khi mà về thì em cũng chỉ nghĩ thực sự em rất là thương họ ở cái chỗ là rõ ràng nợ thì phải trả, mà tại sao lại cứ đòi hỏi thế này thế kia, có phải là cái đấy là do tính tham của họ hay không. Thì những cái giai đoạn đấy, những cái năm tháng đấy thì em cũng chưa được học, mà em cũng chưa biết được là tham sân si là như thế nào, chưa biết được về nhân quả ra làm sao. Thế thì lúc ấy em cũng chỉ nghĩ là thương họ ở cái chỗ là sao họ lại hành xử với mình như thế, thì mình cũng chỉ là kiểu đại diện đi làm thôi chứ cũng không phải là mình làm cái gì cho cả chị. Dạ vâng. Hình ảnh của chị rất kém rồi. Ở đây có chỗ chị Hiên mà nhắn tin lên nè, trời, khách hàng sao gọi là con nợ nè, có nghĩa là trong đầu của chị á, dạ, đã có một hình rất kém gì khách hàng của chị rồi, thì chị gặp khó là 100%. Thứ nhất, cái thứ hai á, bản chất người ta cũng không nợ chị. Dạ đúng ạ. Cũng không nợ ngân hàng đâu. Dạ. Cũng không phải nợ ngân hàng, bởi vì tất cả mọi cái á, về thế chấp đồ này kia làm việc với ngân hàng thì ngân hàng đã làm việc hết rồi. Đúng không? Dạ. Tại ngân hàng là cửa trên hết rồi. Dạ. Đúng chưa? Thì cái gì người ta cũng bất lợi hết. Nên khi đi á, cái tâm thế của chị phải có hình ảnh đẹp về họ trước tiên, chứ không phải xử lý khi vấn đề rồi chị mới xử lý vấn đề của nội tâm là tánh không. Chị gặp khó ngay từ đầu khi cái thái độ của chị thiếu sự trân trọng con người. Chị đã gặp khó ngay từ cái giây phút mà chị chưa làm việc nữa là đã khó. Hết. Chị không cần xử lý tánh không. Tại vì chị đã có một cái thái độ nó
nó không có đủ độ để trân trọng thật sự người ta, do người ta lâm nguy thôi, người ta mới không có đủ năng lực để gửi tiền tài chính lại. Thì ngay từ đầu mình phải nhìn nhận góc nhìn đó, thì từ 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 lại tiếp xúc mới được. Còn nếu mà mình đã thấy người ta có vấn đề rồi thua, tại ngân hàng luôn luôn cửa trên, tài sản người ta thế chấp hay là cái gì đó, dạ, trừ khi á, mình ăn hối lộ hay mình làm gì đó, mình mới cho dây hơn số tiền mà người ta bỏ ra thôi, đúng chưa, hơn cái thế chấp của người ta. Còn không thôi ngân hàng đều là lên cửa trên, thì đường nào á thì ngân hàng cũng thắng, tại vì minh chứng là ngân hàng càng ngày càng giàu. Nếu mà mình thua thì mình ngày càng lỗ rồi, tệ. Nhưng mà ngân hàng ngày càng càng giàu thì minh chứng là một điều là mình luôn cửa trên đối với khách hàng của mình. Thì khi người ta không có năng lực gửi trả tiền thì đâm ra mình bắt đầu mình xem thường người ta như vậy, khi đòi nợ là đã thấy xong rồi đó, chị gặp khó nữa, còn dài nữa nếu gặp khó nữa. Dạ không, nhưng mà thực sự là khi mà đi làm việc ấy, thì em cũng với thì cái tâm ngay từ đầu chị xử lý cái nội tâm đó xong rồi thì lại thì người ta không có cái gì hành hung, không có gì vấn đề với chị, tại vì chị đã ngay từ đầu chị nhìn nhận họ là con nợ rồi, là thua bó tay. Hiểu không, hiểu không? Nhớ cái bài tập với cái công thức cội nguồn cuộc sống về hình ảnh tâm trí không? Mình hiện cái hình gì về người khác thì cái đó là thế giới quan của mình, là do bên trong mình tạo ra thôi. Mình thấy cái đó là cây viết là do bên trong mình, giờ mình thấy họ là con nợ rồi thì bó tay đó. Hiểu, hiểu ý em chia sẻ không? Dạ em hiểu ạ. À, nên đó, chị phải hiểu được cái vai trò của chị, nó không phải là đi đòi nợ hay gì đó, làm gì cho gõ, đừng có gánh vô chữ đòi nợ cho chị nhức đầu. Chị chọn từ khác để giải tỏa nội tâm mình đi. Dạ vâng, không, thực ra thì trong trong cái suy nghĩ của em ấy thì em cũng vẫn cứ nghĩ là mình đi là để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng chứ không. Nhưng phải mà không suy nghĩ được, chị giả bộ suy nghĩ bằng lý trí thôi, nhưng hình ảnh chị bị dính hình con nợ mà. Giả bộ chơi gì thôi chứ tiềm thức nó đã dính hình rồi. Và thái độ bắt đầu là không đối xử tốt với người ta, ngay từ đầu chưa bước ra đi nữa là đã bị dính mắc rồi, thì làm sao lại đó anh ta đối đãi tốt với chị được. Dạ vâng, dạ em hiểu rồi. Dạ vâng, em biết ơn thầy ạ. Chị có cảm nhận đúng không, sâu sắc đó không? Dạ. Ngay từ đầu đã dính hình rồi, rồi mình giả bộ, mình thể hiện ra như mình có thiện tâm lắm gì đó, như mình có tình cảm tốt lắm, như mình có là biết hiểu chuyện lắm đó. Tôi cũng đồng cảm với các anh mà như thế này, thì trong nhân tâm thức đó, thì hình khác, nên kết quả là chị bị dính cái hình đó. Thế nhưng vậy thế thì khi mà em bị những cái phản ứng như thế thì em lại không, tức là em lại không có một cái phản ứng gì lại với họ. Thì cái đó là chị tốt, có nghĩa là chị sau khi người ta phản ứng chị mới xử lý. Tại sao chị xử lý khi chưa vấn đề phát sinh, là không có vấn đề người ta phản ứng luôn thì nó mới ngon hơn, chứ đại phản ứng lấy tánh không ra đỡ làm gì. Đấy không hiểu là tính không. Không hiểu tính không. Không biết không, có nghĩa là ngay chị phản ứng chị không có gì thì chị không có sợ hãi với cái thế lực đó thôi. Chị không sợ hãi người ta chửi rủa kiểu sao, nhưng mà sâu thẳm tại sao có cái chuyện người ta chửi chị, tại vì trong chị đã có cái hình đó trước đó, nó mới có sự việc nó xảy ra, giải quyết ngay triệt để từ đầu cái đó. Dạ em hiểu rồi. Dạ vâng, dạ em biết ơn thầy, dạ biết ơn cả nhà. Dạ, thôi chúc mừng chị giàu quá ha. Dạ em biết ơn thầy ạ. Dạ em xin phép tâm biết. Làm được nhiều năm bên đó rồi, bên mảng đó rồi. Dạ. Làm được bao nhiêu năm bên mảng đó rồi? À em làm 10 năm ạ. Ừ. Dạ vâng. Okay. Bắt đầu từ năm 2012 cho đến bây giờ thì cũng giải quyết được rất là nhiều rồi ạ. Dạ vâng. Em biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Ngân hàng à, đứng cỡ trên mà. Đất nước này có cái chuyện gì xảy ra thì ngân hàng năm nào cũng báo cáo lời mà. Chỉ có những người ăn, những người ta làm sai thôi thì nó mới sinh ra vấn đề.
chứ lúc nào cũng lợi nhuận tốt mà. Nhưng mà nếu mà dân nhà kinh doanh mà mượn được đòn bẩy của ngân hàng thì giúp ích cho những nhà kinh doanh giàu có lên nhanh chóng, đòn bẩy nhờ vậy nên là nó rẻ hơn so với tất cả các tiền dây đơn thuần. Có nhiều cái chế độ của ngân hàng cho các số khách hàng VIP cao. Xin mời Trúc Trương, Trúc Linh. Dạ con chào thầy, em xin chào cả nhà và em cảm ơn người đã dẫn em vô đây là chị Phan Thị Anh Thư. À, bài học mà hôm qua con học được là khi mà thầy nói với cái vấn đề là mình gọi là hiện tại sao ta có hai loại mà cái biết con đã được trải nghiệm, một cái là vô sư trí với hữu sư trí á thầy, là khi mà thầy nói thì con mới gom lại được là có những lúc là con tư vấn cho khách hàng của con thì tự nhiên cái con chưa từng được học những cái điều đó trước đó, nhưng mà khi mà họ hỏi con cái vấn đề xong cái tự nhiên con bộc phát cái điều đó, cái con ngồi với con chia sẻ rất là chi tiết luôn, giống như là con đã từng được biết rồi, con đã có một cái bài bản luôn rồi, nhưng mà trong khi là con không hề ý thức được trong đầu của con, nhưng mà sau khi con tư vấn cho họ xong á cái con mất tiêu với đó, là nó chỉ xuất phát cái đúng cái lúc mà họ cần thôi, còn khi mà con sử dụng xong cái là họ hỏi lại hoặc là con chia sẻ lại với người khác là nó sẽ không được cái tâm thái với lại cái điều của cái lần đó nữa. Thì con nghĩ đó là được gọi là vô sư trí, đúng không thầy? Không biết hôm qua học sao vậy? Thì không có ghi đó, vô sư trí là không ai dạy, ta tự biết. À chị thì nó là gì chứ hỏi đúng không chị? À, với cái mà con khi mà thầy nói là nói chuyện hay khác với nói chuyện để người ta chuyển hóa, cái con vỡ ra được bài học là hồi đó giờ con chỉ nói là tại vì con mắc nói quá, con muốn nói cho bên trong mình nó muốn nói, nhưng mà đôi khi người ta cũng gật nhưng mà người ta đôi khi không biết người ta hiểu không, nhưng mà mình cứ nói thôi, mình nói mà mình không chịu lắng nghe cái phản hồi từ gương mặt hoặc là từ cái trạng thái cơ thể của người kia để mình biết được là họ như thế nào. Và khi mà thầy nói là nói chuyện để người ta chuyển hóa thì con mới bắt đầu con nghĩ lại là nếu mà sau này ai mà hỏi con thì con sẽ hỏi luôn cái vấn đề họ cần giải quyết là cái gì và họ mong muốn cái gì, sau đó con chỉ cần đưa cho họ những cái kiến thức, những thông tin mà họ biết để mà họ thay đổi thôi, chứ con sẽ không nói quá nhiều về những cái con biết nữa. Thì con đó là bài học của con. Ngon rồi đó, đỡ đầu nhức óc. Dạ thì lúc mà con nghĩ là nếu như mình đặt luôn á là tự nhiên khi thầy nói là nói chuyện để người ta chuyển hóa chuyện bên trong con thấy nó con khôn khôn, con thấy con sáng sáng trong đầu con ra ngay lúc mà thầy nói luôn cái từ chuyển hóa đó, là lúc mà tự nhiên con thấy con sáng ra luôn. Và mình thấy là mình sẽ đỡ nhẹ hơn, mình không có phải dạng như là bán hàng hoặc là mình phải ép buộc hoặc mình phải làm cái gì đó nó khó chịu nữa, mà mình tập trung vào cái việc là giúp cho người khác được chuyển hóa và mình tập trung cái điều đó thôi, thì con thấy là nó ok với con. Mà trong quá trình học thì cái buổi đầu tiên đó thầy có nói là rõ ràng về mục tiêu của mình đó thầy, rõ ràng và chi tiết từng cái thì nó mới đạt được cái ý để mà nó cái nghi vấn để mà nó thành hiện thực sớm hơn hoặc là để nó có cái nguồn lực, nghĩa là những gì mình mong muốn á thì mình phải gõ đó. Thầy con chưa gõ cái đó. Chưa gõ thì thôi. Chừng cái đó là có cái cách nào để mà làm mình rõ không thầy? Con đôi khi con thấy là mình có đặt mục tiêu rất nhiều thứ nhưng mà chưa có lần nào mà mình cảm thấy là mình đạt được cái điều đó, và mình không rõ ràng về cái điều mình muốn, nó không có rõ ràng dữ lắm trong bên trong của mình. Giống như con đặt mục tiêu con kiếm 2 tỷ nhưng mà con biết là con kiếm 2 tỷ để con làm gì, con chỉ biết là tại vì 2 tỷ đó là một cái mốc trong cái một cái bảng chỉ số, là nếu mà mình có tổng tài sản của mình trên 2 tỷ thì mình sẽ thuộc nhóm 20% dân số thế giới, là thuộc dạng nhóm già của thế giới thôi. Thì con đặt mục tiêu đó, nhưng mà con xong rồi con kêu là cuối cùng kiếm 2 tỷ để làm cái gì, con không có cảm nhận được cảm xúc của cái điều đó. Nên là thầy có cách nào để giúp cho mình rõ ràng hơn cái câu hỏi, hoặc là cái cách thức nào để giúp cho mình thật là sự là rõ ràng về cái mong muốn của mình không thầy? Có chứ, nhưng mà không nói được không?
Thầy nói con mới biết chứ. Học đi, học tới vài bữa nó có những khái niệm như thế này nè. Có ba khái niệm này mà làm rõ thì hầu như giới trẻ sao bị lạc nữa. Thứ nhất á, đó là nghề ước mơ. Cuộc sống ước mơ. Cảnh giới cuộc sống. Em nhờ chị giúp. Nó có ba cái thuật ngữ đây nè. Nếu làm rõ thì giới trẻ sao không có bị lạc nữa. Thì những ngày tới đây xuyên học chút xíu. Thứ nhất là ngày nào cũng có mặt, tại vì không biết nói lúc nào. Cái thứ hai đó là khi nói tới thì tỉnh để nghe. Vậy thôi. Nếu ba điều này mà một người họ có đây thấu hiểu triệt để thì họ sẽ tìm được hướng đi trong cuộc đời. Giới trẻ mà thấu suốt được ba điều này thì sẽ ok. Rồi, thuộc nó chưa? Thứ nhất là nghề ước mơ. Thứ hai là cuộc sống ước mơ. Thứ ba là cảnh giới cuộc sống. Dạ. Dì ngang cân. Anh nói chuyện. Anh chuyện. Xin mời Giang Nguyễn. Mà bữa nay đọc Giang Nguyễn rồi nữa. Dữ dằn. Dạ. Giang xin phép biết ơn thầy Toàn. Chào thầy, chào cả nhà. Biết ơn thầy gọi tên Giang. Lần trước Giang có phát biểu một lần, có lên chia sẻ một lần, lúc đó là với thầy Nhật Anh. Thì cũng nói sơ qua về hoàn cảnh của Giang đến với cộng đồng Quýt và cái những bài học phước báu của thầy và của các thầy cô. Thì là Giang không có nhân mặt mà Giang đến bằng qua email giới thiệu của cộng đồng Quýt, của tổ chức Quýt gửi cho Giang. Thì cũng là một duyên lành, bởi vì lúc đó Giang đang gặp sự cố bất như ý rất là lớn và khá là rơi vào cạn kiệt năng lượng. Thì khi Giang gặp được, Giang đến được với cái duyên này, và hôm nay thì trải qua nhiều bài học, đi được qua 8 buổi vừa rồi thì nhận được rất nhiều duyên lành, rất nhiều chuyển hóa. Dù là mình học lần đầu thì sáng nay á, là Giang đã gọi là được phước báo
mình được nhận được tính không cũng khá nhiều lần trong sáng nay. Lúc đó thì Giang đang làm công việc nhà, thì mình nhận được tính không, nghĩa là mình biết là mình đang biết và mình thấy mình đang thấy thôi. Và nhưng mình cứ lúc nhận và lúc hết, khi mình vừa nhận ra tính không thì nó hết, và sau đó thì Giang lại nhận lại. Thì trong một buổi sáng Giang liên tục trải nghiệm như vậy được khá nhiều lần, thì cảm thấy rất là một cái cảm giác khó tả. Và Giang ngộ ra được cái câu chuyện thầy Toàn kể về chùa Đồng của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thì lúc đó là về câu chuyện của thầy của chùa Đồng là nóng lạnh tự biết, đó là cái bản chất tính không. Thì mình ngộ ra được luôn, đúng là khi mình nhận được tính không thì mình không có gì để chia sẻ hết, tại vì thực ra nó không có gì để chia sẻ luôn, và mình chỉ biết như vậy. Nên là, và sau cái lúc nhận được thì sau đó liên tục cái dòng suy nghĩ của Giang nó hướng về là sự hân hoan, sự muốn mang đến cho mọi người. Thì khi mình lại nghĩ mình muốn mang đến chia sẻ mọi người, mình lại nghĩ là ủa, chia sẻ cái gì, mình không có gì để chia sẻ hết, có gì để chia sẻ đâu đó. Thì nó cứ như vậy, nhưng mà có một cái gì đó rất là thôi thúc Giang là tối nay sẽ chia sẻ. Rồi và cuối cùng Giang nói chứ tại sao, đã là tính không, là mình đã nhận được tính không rồi thì mình có gì để nói đâu, mình chỉ tự biết với mình thôi mà, nhưng mà tại sao cứ thôi thúc mình chia sẻ lại. Thì sau đó trên đường đi thì trên đường Giang vẫn nói thôi dừng, buông, dứt, không nghĩ nữa, tập trung vào con đường, tập trung vào đường đi của mình. Nhưng sau đó thì Giang có một cái cảm nhận là có thể cái sự thôi thúc chia sẻ đó là một cái điều là mình lên đây để nói lời biết ơn. Và Giang thấy Giang vỡ ra là đúng rồi, Giang chỉ muốn lên để nói lời biết ơn thôi, biết ơn thầy Toàn, biết ơn thầy Nhật Anh, biết ơn các thầy cô khác, cũng như là biết ơn các cả nhà viết của mình. Thì và rõ ràng là Giang thấy có một cái sự ra vô liên tục giữa những cái trạng thái đó, và suy nghĩ nó cứ liên tục nó đổ về, và mình lại liên tục cân bằng. Thì và tự sau đó thì tới giờ này thì nó đã không, nhưng đã ra khỏi cái trạng thái nhận tính không đó rồi, và mình tự hiểu rằng là mình còn phải học nữa. Và khi mà Giang ngủ thì Giang mở lại cái bài đầu tiên của thầy Toàn, thì nhận được là sáng dậy thì rất là bình an, và tìm tâm thức của mình nó tự chuyển hóa được lên sâu hơn nữa. Chỉ cảm nhận được vậy thôi, còn giờ chia sẻ cụ thể thì thật sự là em cũng không biết chia sẻ sao hết. Dạ, đó thì đó là những gì mà em muốn gửi đến thầy và các anh chị nhà quyết tối nay. Dạ, rất biết ơn cả nhà, rất biết ơn thầy Toàn đã lắng nghe. Dạ, em xin hết. Nhưng mà nhớ là không có ham nha. Dạ, đúng rồi thầy. Dạ. Nhớ không có ham. Dạ, đúng. Đừng có ham là rơi vào cái trạng thái đó. Dạ. Thực ra là, thưa thầy, là thực ra Giang sợ hơn là Giang ham. Tại vì cách đây mười mấy năm Giang cũng có một biến cố lớn, xong rồi cũng học cách buông bỏ, và qua một số bài giảng mở liên tục trong đầu mình không còn cái gì để suy nghĩ nữa, mình chỉ muốn mở bài giảng để cho cái đầu mình nó đừng có nghĩ lung tung á, thì tự nhiên có một số lần nhưng rơi vào cái trạng thái là gần như trong đầu không có một suy nghĩ gì hết thầy, cái đầu mình nó trống và nó sáng trắng luôn, giống như toàn bộ trí nhớ mình nó đi đâu mất tiêu hết rồi, cái memory của mình nó không còn ở trong đó. Và tự nhiên nó mở mắt ra thấy sao mà ủa, trong đầu mình không có gì hết, trống rỗng vậy, thì rất là sợ thầy, sợ lắm, tự nhiên giống như mình không biết phải làm gì tiếp nữa, tại vì mình trống rỗng hết rồi. Thường mình mở ra mình sẽ biết mình nên làm cái gì, nhưng lúc đó là gần như trống rỗng, và Giang trải nghiệm với cái trạng thái đó khá vài lần, và sau đó Giang thấy sợ là giống như mình bị lạc, giống như mình không biết làm gì, rồi là
Và lúc đó mình chưa có đủ căn cơ với như là nội lực mạnh để mà mình kiểm soát được những cái trạng thái đó, hay là mình nhận thức được những cái điều đó để nâng cái tầm nhận thức mình cao hơn nữa, để mình biết linh động, để biết cái gì mình sử dụng. Thì lần này khi mà học về tính không, cái kỷ niệm, cái ký ức đó nó vẫn tiếp tục ùa về, và Giang rất là cẩn thận với những cái điều mình cảm nhận. Nhưng đó mà hàng ngày mà thấy trí nhớ không có thì lấy một cái tờ giấy. Dạ. Cái sau đó việc làm á, cứ ghi vô rồi tới coi vô giấy đó mà làm, thì qua thời gian nó vượt qua cái đó thì nó bình thường. Đừng có bị loạn lên. Dạ đúng. Tại vì qua thời gian á, nó cho một cái khoảng không của não bộ á, nó tuôn những cái tổng nghiệp ra. Mình cũng cho nó qua, đừng có bị bám víu vào nó thì nó sẽ tan. Cái dần dần những hình ảnh tiêu cực về cuộc sống trong một tích tắc nó tan hết. Dạ, đã khởi xuống một ý niệm hướng đến vào toàn diện. Dạ. Thì tự khắc nó sẽ dẫn con đường đi ok. Còn nếu mà ngừng ở đó thôi mà không khởi ý niệm hướng đến vào toàn diện thì ngay giây phút đó mình không biết làm gì nữa. Dạ. Dạ, như vậy là khi gặp vô được cái không gian trống đó, mình sẽ khởi xuống cái ý niệm là hướng vào toàn diện. Khi nào khởi cái ý nghĩ thì khởi xuống đến ý nghĩ vào toàn diện. Yeah, thì sau này vẫn giữ được cái đó, nhưng mà vẫn có đủ đầy đời sống, cuộc sống nói chung. Còn nếu không thôi tham an vui thanh tịnh đó, thì không biết đi con đường nào nữa lạc. Tại vì người ta rơi vào trạng thái đó, người ta biết cái con đường để người ta đi bên cái tôn giáo thì người ta sẽ đi khác. Còn mình không có gì mà rơi vào trạng thái đó thì mình bị lạc. Dạ đúng rồi, Giang từng bị lạc đó thầy, nên Giang cũng đang lo lắng. Phải một ý niệm. Dạ. Cởi một ý niệm hướng đến vào toàn diện. Dạ. Nha. Dạ. Thôi chúc mừng. Dạ, cảm ơn thầy đã nhiều người nghe. Người ta tu hàng ngàn đời để người ta tìm về cái đó đó. Dạ, dạ. Nhưng mà bởi vì do mình sở hữu nó nhưng mình không biết. Giống như đang có núi vàng mà mình lẫn nít mà. Nên người ta đưa kẹo một cái là mình ăn. Chứ người ta đưa cục vàng mình bỏ. Dạ. Giống như một số anh chị ở đây, tạo điều kiện cho các anh chị hiểu về cấu trúc con người, hiểu về cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ đâu. Giống như đưa cho các anh chị một cái cục vàng, cục kim cương vậy á. Mà trong khi đó mình đang đói nên mình cần ăn kẹo. Nên là ai đưa kẹo thì mình mừng, còn đưa vàng kim cương thì mình thấy nó sao cao xa quá, thôi không có biết đổi ra thành kẹo ăn. Thì chị đang sở hữu gì đó. Chị đang sở hữu mà vàng, nhưng mà không biết đổi ra để làm sao để có miếng ăn. Nên là gì? Mình sợ. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ cũng thông được rồi đó thầy. Dạ cũng thông và sẽ tập. Dạ. Dạ. Dạ rất biết ơn thầy. Cái trạng thái đó đó, nó chỉ là một lần hai lần gì thôi. Sau đó mình ham á, thì cuối cùng mình bị dẫn dắt theo chiều hướng khác nữa, nên là không có tham về quay về trạng thái đó nữa ha. Dạ, 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 dạ. Rất cảm ơn thầy. Dạ. Dạ. Dạ, dạ xin hết. Dạ. À, chúng ta gặp một đứa trẻ các anh chị khoảng 3 tuổi, dưới 3 tuổi. Các anh chị cho con một cái cục vàng. Với một cái cục kẹo, kẹo mút. Theo các anh chị, đứa trẻ nó sẽ chọn cái gì ạ? Chọn cái gì các anh chị? Chọn kẹo mút. Giống như bây giờ cũng vậy. Khi mà đời sống của chúng ta thiếu hụt, thiếu trước hụt sau về vật chất, cái bây giờ chúng ta hòa quyết, các anh chị học được thấu hiểu nội tâm để an vui. Thì giống như là đứa trẻ nó đang cần kẹo, nhưng mà tự nhiên sao đưa vàng với đưa kim cương, nên là mình dục bỏ. Mình nói trời ơi có gì đâu thôi. Nhưng mà tới khi sau này mình lớn lên á, cái mình tiếc. Trời ơi ngày xưa lấy cục vàng đó ngon quá. Nên có một số anh chị học năm trước thì bây giờ mới thấy nó hay. Là bởi vì lúc đó mình cần ăn kẹo mà ở đây người ta cho vàng nên không có.
Ở đây có mẹ em đã đổi hoa tai vàng lấy một quả chuối đó. Tại vì mấy quả chuối cho nó chắc ăn, có miếng ăn cho nó chắc ăn. Nên đó, có những cái sau khi các anh chị học xong rồi, học mấy năm sau, còn có chia sẻ cho một số anh chị 8 năm nay. Có một số anh chị học 8 năm trước đó, thì bây giờ quay lại mới thấy à hay. Quay lại giờ mới biết là hay. Tại vì cho bạn không lấy. Xin mời Thị Phương ạ. Thị Phương hình như không mở cam. Phạm Thị Phương. Dạ, xin mời. Nói chuyện không nghe cưng. Không có nghe, thấy miệng chép chép thôi. Chia sẻ sao ha, bị gì vậy? Xin mời Thiện. Thiện đúng không cưng? Dạ đúng rồi. Nhớ em. Dạ. Không ngày khỏe hả cưng? Dạ em xin phép là chào mọi người. Rất là chào anh Tài. Em nói chuyện hơi nhỏ. Vẫn nhỏ anh. Dạ. To hơn chưa anh? Được rồi đó. Vậy là lớn rồi đó. Dạ. Thì rất vui khi được gặp anh. Thì dạo này em có nhiều cái chuyển hóa nó ok hơn. Nói chung là hồi xưa lần đầu tiên gặp anh thì anh nói cái hình của em với mọi người đó, nó không được ok, thì bây giờ em cảm nhận là nó tốt hơn rất là nhiều. Đổi được hình về nhận thức về con người đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ngon quá à. Vậy thì tâm nó nhẹ quá à. Công việc bây giờ nhẹ nhàng hơn trước đây. Dạ nó trôi chảy. Thì trước đó thì em có học anh, nhưng mà em có học những cái lớp đó thì nó có được 2-3 buổi, là cái sau đó em bận công việc. Thì em có học mấy cái khóa online mà mấy bạn chia sẻ trên YouTube á. Tại vì em vô cái đường link của Quýt á, em thì cái em vô không được, cái em lãnh cái em vô YouTube em coi cho nhanh. Em coi là mấy lớp trước á. Thì đợt đó em coi thì kiến thức nó ồ và nó nhiều kiến thức mà em hiểu. Em hiểu kiến thức đó luôn, em nhớ. Thì em bữa đó thì vô tình Thắng ngồi nói chuyện em, thì em nói là vậy, thì em muốn học trong mấy lớp đó hơn. Thì Thắng nó mới ngồi nói chuyện em là nên học cái lớp trực tuyến đi, thì nó sẽ tốt hơn. Thì cái mà việc em học trực tuyến này á, thì em lại thấy là em học xong em quên hết rồi thầy, không có nhớ gì hết. Đạt cái trạng thái tốt rồi đó. Học xong quên hết không nhớ là mới đúng bài. Dạ đúng, chính xác là học hôm nay hôm qua tất cả cái đều quên nhiều cái khái niệm nói. Giờ em cũng học nhớ là tại sao như vậy luôn. Còn lần trước thì học mấy cái trên YouTube thì gần như là em nhớ hết mọi cái, giống như là được nạp kiến thức vậy đó. Nạp rất là nhiều luôn rồi, rất là nhớ luôn. Nhưng mà cũng tốt, nói chung là vẫn tốt, em áp dụng kiến thức vào cuộc sống em rất là nhiều. Nhưng mà khi em học xong quên thì tiềm thức em nó đổi. Dạ, có nghĩa là mấy hôm nay thì em nhìn cái gì giống như nó bừng sáng vậy đó. Em cũng không biết cảm giác như thế nào, nhưng mà kiểu nhìn một vấn đề nó dẫn nó bừng sáng. Nói chung là ở đâu mình cũng thấy cảm giác nó bừng sáng lên. Thì giống như nãy giờ mọi người chia sẻ thì em cũng nghĩ là cảm giác đó chắc mọi người cũng có cảm giác đó. Thì giống như anh nói thì cái cảm giác đó mà mình mong muốn nhiều thì có thể là nó cũng đang hại mình. Em cũng biết là vậy có đúng không, nhưng mà em thấy cái gì giống như là em giống như bây giờ không thấy mọi cái nó đang dễ dàng anh. Ừ. Là nó đầu óc tự nhiên nó sáng lên, mình thấu suốt nhiều việc hơn trước đây. Dạ, dạ đúng rồi. Đúng rồi, đâu có bị gì đâu, nhưng mà đừng có ngạo mạn là ta đây mình hiểu biết quá nhiều là được rồi, là thôi có sao đâu.
Dạ đúng là cái đó anh dạy thì em thấy là đúng là nó tự cao, nó nằm ở ngưỡng tự cao thôi chứ cũng không có vượt quá, thì em nghĩ chắc nó đang thì từ từ đi rồi coi bị dính mắc thì tính tiếp, gỡ tiếp, quay lại học nữa, hơi đâu ngồi suy nghĩ. à đúng rồi anh. Dạ với nữa là mấy mẫu cái tốt, với nữa là em giờ em nói mấy bạn hiểu nhiều hơn. Hồi xưa em có chia sẻ anh là em nói mấy bạn cấp dưới không ai hiểu, thì giờ ổn hơn, ổn hơn nhiều hơn. Với nữa là hình ảnh mọi người em thấy ai cũng tốt hơn, em thấy xưa là Đã chứa được hình ảnh ta tốt là có nghĩa là công việc bắt đầu nhẹ nhàng thanh thông, đỡ phải gánh vác nhiều việc hơn. từ gia đình, từ ba mẹ em tới vợ em, nói chung là mọi cái. Như cái bữa trước mà anh nói về cái hình ảnh mà của những người thân em á, thì em nói chung là anh nói thì em ghi, không biết là cái nhóm này hay cái khóa học này là học trước em cũng không nhớ, nhưng mà em có ghi ra thì đa số là hình như toàn bộ những cái đa số là toàn hình ảnh tốt, nó không còn cái gì là những hình ảnh mà trong tâm trí em bây giờ nó không còn cái gì là xấu của mọi người. Chứ bữa giờ em chia sẻ là em đi học cái này em cảm thấy rất là thoải mái, em có thể mang đi học tất cả nơi, có cái rất là may mắn luôn, giống như là điện thoại em chỉ còn 10% pin thôi, nhưng mà em học mãi nó cũng không hết pin luôn. Thì vừa hết thì em kịp lên xe hơi, em ngồi em cắm sạc để em học tiếp. Có nghĩa là cái việc này có nghĩa là lúc đầu em không có suy nghĩ là em thường hay nói với Thắng là chắc học thì khó lắm, tại vì rất là bận, rất là như này kia, nhưng mà bây giờ khách cũng đang ngồi ở ngoài thì em vẫn bật, mọi người nghe em thấy bình thường. Nhân viên của em thì em cũng bật, nhân viên em cũng nghe luôn. Được, hay rồi đó, nó không còn bị dính mắc cái vụ mà phải sao nữa. Dạ đúng, hồi xưa ngại kiểu mình học như này nó như đa cấp này nọ kia, giờ em đi ăn đi uống em bật bình thường, kiểu người ta ngồi nhậu em cũng đã đó em nghe luôn, em bình thường kiểu. Mà nó hay lắm, nó hay kiểu là không biết là mình đang hiểu cái gì, nhưng mà mình hiểu lắm, hiểu là chợt giống như anh chị chia sẻ đó, nhiều khi thầy nói em biết cái đó nhưng mà lại là em không chưa hiểu rõ, nhưng mà anh chị mà chia sẻ cái tự nhiên anh bạn nói cái chuyện của anh chị tự nhiên nó dính tới em liền. Giống như nãy cái chị mà làm cái việc ở bên mà ứng dụng á, cái tự nhiên em nhìn thấy con người em trong đó luôn. Mình có cái vấn đề không tốt với đối thủ, không tốt với khách hàng, cái tự nhiên mình bừng tỉnh á, là mình thay đổi về hình, nó hay lắm. Nó kiểu là thầy nói với một người đó, cái tự nhiên em suy nghĩ bản thân em, cái tự nhiên em ngộ luôn. Chứ chứ thầy nói là cái bài học đó thì nhiều khi em nghe em cái nhiều định nghĩa đó, em nghe Ừ. em hiểu Bài mà. học có các học viên mang lại bài học nhiều lắm á. Dạ Ừ, học viên mang bài học vậy là chính mà. em có nghe ai nói gì đó là em chú tâm em nghe xem người ta đang nói cái gì, cái là em ngồi cái em nghĩ ngẫm nghĩ tới cuộc sống của mình, cái là em thấy là cái tự nhiên em ngộ là cái giống như là kiểu là nó sáng đầu em nhé, nhìn nhìn nó ấy lắm, nhìn nó lạ lắm mà nó hay lắm, kiểu biết hết ở cái tương lai mình còn phải làm gì luôn. Mình cần ở cuộc sống mình tại sao phải làm, phải thay đổi. Thiên á, các anh chị, ổng bối cảnh cuộc sống kiểu sao toàn không biết, nhưng mà ổng bị đóng lại, ổng bị đóng lại quá trình học hỏi, có nghĩa là ổng gặp ai hay làm gì ổng rất là kén để quá trình học hỏi, ổng bị đóng lại không biết sao ổng đóng nó toàn cũng chưa biết, nhưng cơ bản là cũng bây giờ bắt đầu mở ra đó, mở ra cái học hỏi đúng không. Em nói mọi người bắt đầu nghe kiểu là cấp dưới, hồi xưa cấp trên của em thì ok, người thầy của em thì mọi người sẽ nghe và hiểu em nói, còn bây giờ thì em cảm giác là em biết ơn mọi người, em biết ơn nhân viên của em luôn. Rồi em giờ những bài học của thầy đó, em của anh Toàn em thường nói là lại giúp sức cho em, mà bây giờ thật sự là công việc của em nó gấp 3 gấp 4 lần, chỉ gấp 10 lần so với lúc trước lúc Lúc mà. mà gặp anh ở trên tầm vừa đây ha, là bây giờ nó phát triển lên cỡ gấp 10 lần luôn ha, Mà hay quá, thích nói chung quá. là bây giờ em áp lực, nhưng mà cái việc đó em cảm thấy là cái điều mà nó bình thường, mà nó nhẹ nhàng, nó không có cái gì. Em thấy là có nghĩa là các bạn vẫn sai, nhưng mà cái việc các bạn sai là cái việc gọi là trải nghiệm của các bạn sai thì em giúp đỡ các bạn để các bạn hoàn thiện. Chung là rất là nó như thầy nói, như mọi người nói với chúng ta là rất là ngon đó thầy. Được, hay Rồi em đi hai vợ chồng, hai vợ chồng siêng năng làm ăn lắm các anh chị, hai vợ chồng cái tâm làm ăn lớn lắm, làm ăn tốt lắm, thích lắm, làm bên mảng chụp hình ở Vũng Tàu á, chụp hình đám cưới.
em có học học trên YouTube cái khóa thầy gần đội cốt đó. Em biết chung là em đi học mót đó, là học mót học của mấy anh chị khóa trước có xe đó. Thì em chia sẻ luôn, em cũng học nghỉ nay đó thầy, kiểu là bữa nào rảnh thì vô học, mà hồi lúc trước 4 giờ em dậy là em có show nó dậy rồi, nhưng mà em mới học bữa thứ nay là bữa thứ năm rồi, nhưng mà cũng không liền luôn thầy, có nghĩa là học được bữa này cái bữa sau nghỉ, nhưng mà sức khỏe em thay đổi rõ rệt luôn á, có nghĩa là cái việc sức khỏe thay đổi rõ rệt. Em chỉ cần nhận được khí là sẽ thay đổi, còn điều á, thì hệ thống cơ gân nó sẽ tiến bộ, còn nếu mà chỉ cần nhận khí là đổi sức khỏe. Có nghĩa là mọi cái em thấy nó đúng nghĩa như bạn nói, nghĩa là Thắng là cuộc sống nó đang thay đổi theo chiều hướng là tốt, nhưng mà Thắng nó nói là em còn chuyển hóa tốt hơn nữa. Thắng có nói chuyện em về vấn đề của em đó, như em thì cũng chưa chuyển hóa tốt, tại vì em cần phải phát triển. Thôi vậy được rồi, đối với em cái chấp kiến của em nó cũng tương đối lớn, mà em mở ra được vậy là anh thấy nó ngon dữ lắm rồi đó, chứ không phải giỡn đâu. Thuộc top em là thuộc top, nếu tiệu ra là em rất bảo thủ quá, chứ không phải giỡn à. Dạ, đúng rồi. Và bây giờ em mở vậy là nó đã quá hay rồi. Dạ. Rồi từng bước tính sao? Dạ, đúng rồi. Dạ. Biết ơn anh Toàn rất là nhiều, biết ơn mọi người chia sẻ những cái bài học lớn trong cuộc đời mọi người. Em nói biết ơn rất là nhiều luôn, để em nhận đến thay đổi là tốt cho em, mà cũng tốt cho ekip của em, tốt cho đồng đội của em đó. Như lúc trước mọi người cũng chịu đựng em nặng nề nữa. Cảm ơn mọi người, biết ơn mọi người rất là nhiều luôn. Dạ. Thế mà, xin phép thầy. Thầy dễ thương lắm. Phước báo sao đó chứ, giới thiệu lại cái nhân viên có niềm tin đó. Dạ. Chào anh ạ. Dạ. Xin mời Thu Vũ. Em rất là biết ơn thầy. Con chào thầy. Hello con đâu? Con chào thầy rồi con đâu? Đây ạ. À. Hello con chào. Trời ơi, chào dễ thương quá trời vậy. Em biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Và biết ơn nhân mạch của em là bạn Thảo Giáp cho em cơ hội để học hỏi đây. Hôm 2/9 về nghỉ lễ có một lần trong cái khóa ghi âm 16 em có nghe thầy chia sẻ về cái phần mình hãy ôm mẹ mình đi, vì không biết là còn bao nhiêu thời gian để mình ôm. Thực sự từ ngày xưa cho tới giờ em không biết ôm ba ôm mẹ, và không có cái, nhiều khi không có cái cảm nhận đó được. Từ khi mà em nghe được cái câu đó của thầy ấy, em đã về em ôm được bố được mẹ em. Hôm 2/9 này về quê chồng em, thấy tự nhiên thấy thương bà đó, và ôm bà và chảy nước mắt này. Thực sự thì trước đây em bị rối loạn điện tử á, cho nên giữa em với mẹ má em, má chồng em thì em hay kêu má, tại vì má là người miền Trung, còn mẹ em thì em hay kêu bằng mẹ vì em là người miền Bắc. Thì khi em ôm bà, em nói những lời thương yêu thật sự từ đáy lòng mình á, thì thực sự thấy hạnh phúc vô cùng. Mà tự nhiên hai cái khoảng cách nó không có còn một chút gì để gọi là khoảng cách hết. Tất cả những gì buồn vui hay là tất cả những cái gì đều nói được cho má nghe. Điều đó làm em rất là hạnh phúc. Tập biết ơn thầy thật là nhiều. Và vô tình những lúc mà nghe như vậy ra, mình về mình đúng một năm, mình về quê chỉ có một lần. Và đợt vừa rồi 2/9 về là do nhà có đám giỗ, cho nên là về được một lần nữa là lần thứ hai. Thầy đã ôm được mẹ và vui lắm thầy. Và em nhìn đâu đó, trong ánh mắt của má em, bà cũng rất hạnh phúc và rất vui. Hầu như trong gia đình chồng em vậy, chưa có một ai mà có cái sự ôm mẹ hay ôm cha đó, mà tự nhiên mình là một người con dâu mình ôm được mẹ, mẹ hạnh phúc lắm. Nhìn trong ánh mắt đó mình cũng vui, mình suốt chặng đường đi mà nước mắt cái chảy đang
hạnh phúc lắm thầy ơi, biết ơn thầy thật nhiều. Trước giờ ấy, ôm mẹ ăn cái ai con gái ôm mẹ ai, ôm mẹ giùm lớp học coi đi con gái, ôm mẹ ăn cái. Ờ trời ơi dễ thương, cảm ơn con, yêu con rất nhiều. Ừ. Và cái bài học mà họ em học tới giờ thực sự là tự nhiên hai vợ chồng sát gần nhau hơn, tâm sự chia sẻ được cả những cái bài phi vật chất cũng tự nhiên cũng tâm sự nói chuyện được. Hồi trưa nay á, là trên công ty em có họp, thế là khi ông xã nói thì em thật hay nói chen vào, mọi khi thì cứ nói chen vô thì anh kêu em im đi, thì cái tôi của mình nó to đây, tự ái, tự ái lên. Cái tự nhiên cái trưa nay cái khi anh nói em im đi anh đang nói, cái tự nhiên cái mình sực lại mình nhớ cái tính không tự nhiên nó trào về. Em bảo ủa nếu sự việc này thì nó như thế nào, cái mình im không nói gì, cái mà hồi cái anh nói lại đến anh phần em, cái tự nhiên cái tính không nó bật lên, trời ơi nó sướng thầy, nếu mình không có cảm giác gì nó sướng quá, lúc đó sướng quá mà nó không kìm được cái thầy, xong vỗ tay cái bóp cái bao nhiêu người ngồi nhìn, xong mình tủm tỉm mình cười im. Xong ra cái hồi họp xong là ra nghỉ trưa cái này chia sẻ cho ông xã, trời ơi em học được bài tính không của thầy nó như thế này, hồi trưa tự nhiên em ngộ ra cái em mừng quá, xong em mới hành động như vậy. Cái kia tâm sự với chồng đấy, trước giờ là em học đó, thì nhiều khi ông sẽ cứ nói này kia, nhưng tự nhiên từ hôm em học giờ tự nhiên ông sẽ còn chia sẻ những cái bài học thầy dạy cho thầy nói và để cho em thấu hiểu, thì khi mà em mở em nghe to như thế này thì anh cũng ở ngoài và anh nghe, sau khi kết thúc là anh nói, ồ thầy nói đúng, anh phân tích thêm về những cái phần này phần kia cho em hiểu. Nó hạnh phúc lắm thầy, rất là hạnh phúc. Tự nhiên sao mình hạnh phúc nhất nè, tự nhiên mình nói chuyện được với cái cấp bậc của ông sẽ em là một cái cấp bậc phía trên. Em tự nhiên sau khi mình học bây giờ mình lại nói chuyện được với chồng, rồi tâm sự được việc này việc kia, ngay cả với nhân viên á, cái khúc mà mình lấy cái biết của người ta nói chuyện á, thì em đã sử dụng cái biết đó để nói chuyện với nhân viên, với các bạn cùng phòng. Thế thì tự nhiên chị em hiểu nhau và thấu hiểu hơn, tình cảm siết gần hơn, và có cái gì mọi bạn, mấy bạn trong phòng cũng đều chia sẻ, rồi cũng hỏi han chia sẻ, thế nó gần gũi lắm thầy. Em biết ơn thầy rất là nhiều, cảm ơn thầy và biết ơn thầy, cũng như biết ơn gia đình quý của mình để cho em cơ hội được mở rộng thêm. Để em biết ơn tất cả anh. Ôi, chúc mừng bắt đầu thấu hiểu anh nói cái gì rồi, mọi cái nữa là quá ngon này, bắt đầu đồng bộ hóa nhận thức. Cảm ơn thầy. Ừ. Thích hả? Dạ sướng lắm thầy ơi, vui lắm, nhất là với mẹ với má em á, vui hạnh phúc lắm. Ngày xưa em cũng vậy đó, em về nhà bên vợ á, cái em ôm mẹ vợ cái ai cũng cảm thấy là nó lạ. Em nói với vợ em á là ôm cũng không có còn bao lâu, tại mẹ cũng bảy mấy tuổi rồi, cao lắm là mình ôm được bao nhiêu năm thôi. À, cái tên vợ em ôm được, cái từ đó tạo nên được một cái văn hóa đó. Dạ. Ừ. Cũng sợ mẹ hết, cái tự nhiên ôm mẹ cái trời ơi bảo ngưng ngưng nước mắt liền. Dạ. Con rể. Thế thương lắm, mình ôm mẹ mà em hay mọi người xung quanh nhìn cái ánh mắt cái ngỡ ngàng, sao tự nhiên này mình nhìn thấy ấy mà thấy mẹ má có vẻ rất là mừng, rất là vui trong cái ánh mắt, không nói nhưng trong ánh mắt, và bà cũng rớt nước mắt ra, cũng thấy thương như vậy. Chúc mừng em chào thầy và tất cả anh chị em. Không biết ơn thầy, biết ơn thầy, biết ơn con, dễ thương quá. Gảnh gảnh mỗi ngày cho mẹ vài cái ôm nghe con gái. Dạ. Thầy đào cũng phải ra sức ôm thầy, cứ xích vô là phải ôm con cái, sáng mở con mắt phải ôm cái, tranh thủ ôm cái con trai của em cũng sáng nào cũng vậy, nào cũng trước khi đi học hay là gì cái ôm cái. Nghe ông cũng chủ động lắm. Hạnh phúc lắm. Tại từ trước giờ em không có biết nói lời yêu thương đâu thầy. Trước giờ em không
em cứ có cái tư tưởng trong cài đặt một cái giới hạn cho mình là giống như là mình ôm hay là mình nói lời yêu thương này, giống như mình xén sẩm hay là mình nịnh bợ này kia, cho nên những cái lời đó hầu như nó khó khăn vô cùng. Cho đến khi mà nói được lời biết ơn chồng rồi yêu con, tự nhiên cuộc sống gia đình nó thay đổi hoàn toàn, nó thay đổi một cách mình không thể tưởng tượng được. Thầy nó mình rồi những lúc ánh đi làm về hay này bây giờ có cảm nhận thật sự chồng mình dễ thương khủng khiếp không? Trời ơi. Đó thấy chưa? Vậy thì do mình thay đổi cái nhận thức của mình rồi nên nó như vậy. Chứ đâu có đàn ông nào có vấn đề đâu nếu người ta đã kết hôn với mình mà mình chọn lựa với họ rồi, chứ đâu phải họ tệ mà mình chọn lựa. Nhưng mà mình không biết làm lớn những đặc tính tốt của họ nên cuối cùng hàng ngày mình thấy những điểm không tốt thôi. Với tham tưởng của mình á, mình thay đổi tham tưởng từ khi kết hôn tới giờ. Nên cuối cùng cái kết quả là mưu cầu quá sự thay đổi của anh nên mới thấy anh có vấn đề. Nói yêu thương đấy, cảm ơn anh là thiên, anh là gì, thượng đế của em này kia các bạn. Cho thầy biết không, hồi nào giờ 15 năm lấy nhau rồi và 20 năm gần nhau, hôm vừa rồi 29 về quê cái đi ăn là đút cho vợ hay là kia, cái con nó nhìn thấy nó ngộ quá, thầy nó bảo chứ ôi ba không được làm như thế, ba xin sẩm quá, mọi người đứng xung quanh nhìn ba kìa, không được. Nhưng mà vẫn cứ thấy rất vui và thấy nó tự nhiên thầy ạ. Ngày xưa thì như vậy thì ngại ngùng này nói cái nhưng bây giờ vui lắm. Xong con bảo chứ ba mẹ thích tỷ phú, ba kêu là ok ba sẽ làm cho con, cho mẹ con trở thành tỷ phú. Cái con bảo ủa sao của ai không thấy ba trở làm cho mẹ trở thành tỷ phú à? Nói thầy ba thấy ba làm cho mẹ con trở thành tỷ phú hạnh phúc rồi đấy thầy, cũng thấy à. Vui lắm thầy ạ. À, cuộc sống thay đổi hoàn toàn thầy, biết ơn thầy rất nhiều. Ừ thì thôi tốt vậy thầy, thôi vậy thôi. Dạ. Từng bước tiếp hỗ trợ cho các con thêm, quan trọng nhất cha mẹ nhận thức đến hướng tới giàu toàn diện và đồng hành cùng con ha. Dạ, cha mẹ mà hạnh phúc vậy là con cái xong rồi đó, khỏi lo nhiều. Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cái khái niệm, một cái khái niệm quan trọng, đó là tam giác hiện thực. Toàn xin phép toàn hạ vai các anh chị. Này. Các anh chị vẽ giúp toàn một cái tam giác. Các anh chị để chữ thông tin. Năng lượng, vật chất, thông tin, năng lượng, vật chất. Lấy ví dụ ha, các anh chị lấy ví dụ đơn giản như thế này. Có một vật chất nào đó, ví dụ như giờ là cục vàng đi, ví dụ như giờ cái cục vàng đây, cái cục vàng with home đây. Thì nếu là cục vàng thì bên trong nó phải có năng lượng của cục vàng, đúng không các anh chị? Cục vàng á thì bên trong nó có năng lượng là vàng.
và thông tin nó bên trong nó được cấu trúc thông tin thì là thông tin của bạn, được không? Nếu bây giờ nó là cục chì đi, bây giờ nếu là một cái cục chì thì sao? Hỏi Hoàng thiệt không? Cái này Hoàng thiệt, Hoàng 24 thiệt nè. Quýt hôm nè, các anh chị thấy không? Quýt hôm. Nhưng mà mạ ở ngoài á, cái cục đồng bên trong á. Chứ không phải nguyên cái cục đó. Thì cục chì đi, cục chì, cục chì thì có phải bên trong năng lượng khác không ạ? Khác với cục vàng, thông tin bên trong nó có khác không các anh chị? Khác, đúng chưa? Ở đây có chị Ngọc Bùi nè. Từ khóa 16 đến nay em học khóa 17, lần nào giơ tay chia sẻ cũng không được thầy cho phép, cho phép. Em buồn quá. Buồn thì có hai cách, một là ngủ. Hai là thoát ra đi ngủ. Chứ giờ giơ tay sao quá thì sao được. Bữa mai sáng sớm vừa bước vô, giơ tay lên, hoặc là chút xíu gần cuối cho nói chuyện chút. Chứ giờ giơ tay sao mà giống như Ngọc Cánh, vừa lúc nào cũng giơ tay cho nên ngày nào cũng được nói chuyện. Đó. Thì bất kỳ một cái vật chất nào nó cũng mang trong người mình một cái nguồn năng lượng riêng của nó, và cấu trúc thông tin bên trong cũng có một cái cấu trúc riêng của nó. Nếu Toàn nói như vậy thì các anh chị thấy hợp lý không? Đó là bất kỳ một cái vật chất nào, ví dụ như có một cục vàng thì nó sẽ mang nguồn năng lượng của bạn, và thông tin bên trong thì nó cũng chứa đựng cái thông tin của bạn. Nếu cục chì thì nó chứa nguồn năng lượng của chì, và thông tin bên trong thì sao ạ? Cũng là chì. Vậy thì vật chất thì nó đơn giản rồi, bây giờ tới con người đi. Nếu ai đó là một người thành công thì có phải là họ chứa nguồn năng lượng của thành công không các anh chị? Thông tin bên trong là thông tin của con người sao ạ? Thành công. Dạ, được chưa? Nhưng mà một người thất bại thì sao các anh chị? Người thất bại thì sao? Chắc chắn họ sẽ chứa nguồn năng lượng của thất bại, và thông tin bên trong là thông tin của một người thất bại. Được chưa? Có nắm được ý nào? Rồi, một người khỏe mạnh thì sao ạ? Một người khỏe mạnh thì năng lượng bên trong là năng lượng của một người khỏe mạnh. Thông tin bên trong là thông tin của người khỏe mạnh. Một người bệnh tật thì sao các anh chị? Một người bệnh tật thì sao? Biểu hiện vật chất của một người bệnh tật khác với biểu hiện vật chất của một người bệnh không các anh chị? Có một người khỏe mạnh không các anh chị? Biểu hiện vật chất của một người bệnh khác với biểu hiện vật chất của một người khỏe mạnh không ạ? Theo các anh chị, khác. Chứng tỏ năng lượng bên trong của họ làm sao các anh chị? Năng lượng bên trong làm sao? Năng lượng bên trong của họ khác nhau. Và thông tin chứa đựng bên trong của họ có khác không các anh chị? Khác. Vậy thì con người chúng ta khác nhau về biểu hiện vật chất ở bên ngoài. Toàn đang dùng cái từ biểu hiện vật chất, nó có một ý nghĩa là gì? Đó là những gì các anh chị nhìn thấy, các anh chị cảm thấy, các anh chị nghe thấy gì đó là biểu hiện vật chất ở bên ngoài. Thì để biểu hiện vật chất đó, nó phải tương ứng với một nguồn năng lượng đó, và nó phải tương ứng với cái thông tin đó, đúng chưa?
Vậy thì bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi nè. Đặt ra câu hỏi nha. Đặt ra câu hỏi là có thể biến chì thành vàng được hay không? Nè, các anh chị cứ tưởng tượng bên đây là cục chì, bên đây là cục vàng, đen như coi như trắng ấy. Biến thành chì thành vàng được hay không? Theo các anh chị, có biến chì thành vàng được hay không? Có biến chì thành vàng được hay không? Có được hay không các anh chị? Và nói cho các anh chị một bí mật mà thế giới người ta đã bật mí. Đó là nhà khoa học. Họ thay đổi thông tin bên trong á. Họ thay đổi thông tin bên trong các anh chị. Của chị. Và qua nhiều năm tháng thì kết quả là chì đã biến thật sự để được thành vàng. Và người ta đã chứng minh cho nhân loại này bất kỳ vật chất nào cũng có thể biến đổi qua lại với nhau được. Các anh chị đã từng nghe phân bò biến thành thịt chưa? Các anh chị nghe là người ta làm phân bò làm thành thức ăn không? Các anh chị có biết là người ta làm thành phân bò làm thành thức ăn không ạ? Phân bò người ta làm thành thức ăn, làm thành thịt. Rồi, người ta đang lấy không khí á, lấy không khí biến thành thịt, cô đặt lại thành thịt. Không phải đâu, làm thức ăn cho người á, chứ không phải thức ăn cho cây đâu. Không khí bây giờ người ta biến thành thịt. Nên bây giờ người ta nói vạn vật đều có thể thay đổi qua lại với nhau được, với điều kiện sao ạ? Cấu trúc thông tin bên trong nó có thể thay đổi. Vậy thì khoa học đã chứng minh được điều đó thì cho con người chúng ta hy vọng gì các anh chị? Nếu mà khoa học đã chứng minh được cho chúng ta điều đó thì cho con người chúng ta hy vọng gì ạ? Cho con người chúng ta hy vọng gì? Người bệnh tật trở thành người khỏe mạnh. Người thất bại trở thành người thành công. Người đau khổ trở thành người an vui. Được chưa? Người oán trách trở thành người trân trọng biết ơn. Người xấu trở thành người đẹp. Người nghèo trở thành người giàu. Được không? Bởi vì nếu khoa học đã làm được điều đó, vậy thì chúng ta sẽ dựa vào đó mà thay đổi thôi. Cái quan trọng nhất bây giờ chúng ta làm sao để chúng ta có thể thay đổi được cái cấu trúc thông tin bên trong của con người chúng ta. Vậy thì đặt ra câu hỏi nè, rất là đặc biệt. Vậy thì thông tin chứa đựng sâu trong con người chúng ta là cái gì? Thông tin chứa trong con người chúng ta là cái gì? Nếu chúng ta biết nó là cái gì thì chúng ta đổi nó, thì chúng ta sẽ đổi được năng lượng và vật chất nó sẽ đổi. Các anh chị ghi câu đó, nghi vấn đó vô giúp Toàn đi. Đó là thông tin chứa đựng sâu trong con người chúng ta là cái gì? Nếu chúng ta đổi nó thì chúng ta sẽ thay đổi được năng lượng và đổi được vật chất bên ngoài. Vậy thì thông tin chứa đựng sâu trong con người chúng ta là gì? Các anh chị, và nói cho các anh chị một bí mật mà ai cũng biết hết. Nhưng mà bởi vì do các anh chị chưa được gọi tên, mà may mắn cho chúng ta, phước báo cho chúng ta, đó là các cao nhân đã chỉ điểm chúng ta cái này. Và nó đã vén ra một bức màn bí ẩn, đó là thông tin chứa đựng sâu trong con người chúng ta là gì. Đó là những gì các anh chị biết. Thông tin chứa đựng trong con người chúng ta là những gì các anh chị biết, những gì các anh chị tin và những gì các anh chị hiểu.
là thông tin chứa đựng sâu trong con người chúng ta. Những gì chúng ta biết, những gì chúng ta tin và những gì chúng ta hiểu, nó quyết định hiện thực cuộc sống của chúng ta. Nó quyết định chúng ta có năng lượng gì và biểu hiện vật chất ra sao. Chúng ta lấy hiện thực di vật để chúng ta luận, thì một cái cục vàng chứa đựng một cái năng lượng của vàng và thông tin chứa bên trong là thông tin của vàng. Vậy thì một con người của chúng ta, thông tin chứa đựng bên trong là những gì mình biết, những gì mình tin và những gì mình hiểu là thông tin chứa đựng sâu bên trong con người chúng ta. Nó quyết định cái nguồn năng lượng của chúng ta và nó quyết định biểu hiện vật chất của chúng ta. Các anh chị lấy cây viết ghi giúp Toàn một thuật ngữ. Các anh chị ghi cái từ hạnh phúc giúp Toàn. Có phải những gì chúng ta biết về hạnh phúc, những gì chúng ta tin về hạnh phúc và những gì chúng ta hiểu về hạnh phúc quyết định hiện thực hạnh phúc của chúng ta không? Có đúng không? Các anh chị ngẫm thử. Nè, những gì chúng ta biết về hạnh phúc, những gì chúng ta tin về hạnh phúc và những gì chúng ta hiểu về hạnh phúc có phải quyết định hiện thực hạnh phúc của chúng ta không? Chậm lại nè. Đối với biểu hiện vật chất ở bên ngoài, thì một cái cục vàng thì bên trong nó phải có năng lượng của vàng, và song song sâu thẳm trong nó là nó thông tin chứa đựng, phải là thông tin cấu trúc của vàng. Cục kim cương nó sẽ có cấu trúc khác, cục chì nó sẽ có cấu trúc khác, thông tin khác nhau mà cho năng lượng khác nhau và biểu hiện vật chất khác nhau. Vậy thì vạn vật nó đều có chứa một nguồn năng lượng khác nhau và chứa thông tin khác nhau. Vậy thì mỗi con người chúng ta đều là mỗi con người có biểu hiện vật chất khác nhau hết. Vậy thì chúng ta muốn thay đổi cái biểu hiện, chúng ta muốn tìm hiểu coi cội nguồn mà cái thông tin bên trong con người chúng ta là gì mà nó quyết định con người chúng ta ngày hôm nay á, thì chính là những gì các anh chị biết, các anh chị tin và các anh chị hiểu về một điều gì đó. Ví dụ, chúng ta lấy một cái khía cạnh nhỏ của cuộc sống này để luận là hạnh phúc trong hôn nhân. Vậy thì một con người, cái hiện thực hôn nhân của họ nó lệ thuộc vào những gì họ biết về hôn nhân, họ tin về hôn nhân và họ hiểu về hôn nhân, nó quyết định cái hiện thực hôn nhân. Các anh chị có thấu hiểu được cái ý này không? Rồi, một người có hiện thực về tài chính như thế nào là bởi vì do họ biết như thế nào về tài chính, tin như thế nào về tài chính và hiểu như thế nào về tài chính. Một con người có hiện thực sức khỏe của họ là bởi vì do họ biết như thế nào về sức khỏe, tin như thế nào về sức khỏe và hiểu như thế nào về sức khỏe, thì nó biểu hiện cái hiện thực sức khỏe của họ. Nắm được ý này không? Nắm được tới đây không? Anh chị nắm được ý này không anh chị? Nắm được ý này không? Nó rất là đơn giản. Thay vì chúng ta ngồi đó lăng tăng nè, theo cái công thức cội nguồn cuộc sống, thì cái hiện thực cuộc sống của một con người á, cái kết quả cuộc sống của con người ngày hôm nay là do hình ảnh tâm trí quyết định. Theo cấu trúc con người thì chính là cái trạng thái rung động điện từ của nội tâm, hay là cái khối mình chứa trong con người chúng ta, ác đức, phước đức hay công đức, khối điện từ âm hay dương hay cân bằng, nó quyết định cải hiện được cái kết quả cuộc sống của một người đó. Cội nguồn cuộc sống của họ bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ cái công đức phước đức của họ, được chưa? Vậy thì xét theo một cái khía cạnh của đạo lý cuộc sống, thì những gì bạn biết, những gì bạn tin và những gì bạn hiểu, nó là chính là thông tin chứa đựng trong con người của bạn, mà nó quyết định bạn biểu hiện năng lượng như thế nào và vật chất biểu hiện ra sao. Lấy một cái khía cạnh nhỏ để luận là hôn nhân gia đình, thì bạn biết như thế nào về hôn nhân, tin như thế nào về hôn nhân và hiểu như thế nào về hôn nhân, thì nó quyết định hiện thực hôn nhân của chúng ta. Được không? Nắm được cái ý này không ạ? Rồi,
Vậy thì để chúng ta có thể đơn giản hóa cái khái niệm này, đơn giản hóa nó thì chúng ta có thể gọi đơn giản như thế này. Các anh chị ghi vô một cái thuật ngữ giúp Toàn, nó tên gọi là khái niệm nguồn. Nó có tên gọi là khái niệm nguồn. Khái niệm nguồn được định nghĩa như sau. Khái niệm nguồn là một khái niệm mà bao hàm cái biết, cái tin, cái hiểu. Một khái niệm mà bao gồm cái biết, cái tin, cái hiểu. Có nghĩa là gì? Khi chúng ta biết điều gì, tin điều gì và hiểu điều gì thì chúng ta gọi vắn tắt nó là khái niệm nguồn của chúng ta. Vì thì nhắc đến điều gì, chúng ta có khái niệm về nó như thế nào, nó quyết định cái hiện thực cuộc sống của chúng ta. Hay nói cách khác, nhắc đến điều gì, chúng ta biết như thế nào, tin như thế nào, hiểu như thế nào, nó quyết định hiện thực cuộc sống của chúng ta. Lặp lại câu nói lúc nãy. Khi nhắc đến điều gì, chúng ta có khái niệm như thế nào, khái niệm gì về nó. Có nghĩa là nhắc đến điều gì, chúng ta khái niệm gì về cái điều đó, nó sẽ quyết định hiện thực cuộc sống của chúng ta. Hay nói cách khác là nhắc đến điều gì, chúng ta biết như thế nào về nó, tin như thế nào về nó và hiểu như thế nào về nó, nó quyết định hiện thực về nó. Được chưa? Vậy thì những gì chúng ta biết, chúng ta tin, chúng ta hiểu thì gọi vắn tắt nó là khái niệm nguồn của chúng ta. Các anh chị nắm tới đây. Một khái niệm nguồn là một khái niệm đã bao hàm cái biết, cái tin và cái hiểu. Ví dụ như hôn nhân. Toàn hỏi các anh chị nè. Ở đây có chị Minh Lộc nè. Lê Thị Minh Lộc nè. Dạ. Em hỏi chị thầy. Cái chị biết như thế nào về hôn nhân à? Hôn nhân là gì chị? Dạ, hôn nhân là hai con người đến với nhau, gắn kết với nhau để có thành con đẻ cái. Rồi, chị tin như thế nào về hôn nhân của bản thân mình? Dạ. Chị tin, có niềm tin là hôn nhân có được hạnh phúc hay không, hay hôn nhân bị sao không, hôn nhân không hạnh phúc hay hôn nhân kiểu sao, chị có niềm tin sao khi bắt đầu kết hôn, chị có kết hôn chưa? Dạ rồi ạ. Vậy thì chị ngay lúc thời điểm trước khi học quyết thì chị có niềm tin về hôn nhân sao? Dạ, như thầy hỏi á, lúc mà mới bắt đầu hôn nhân á thì thấy rất là hạnh phúc, vui vẻ. Vì có sự nhường nhịn lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, rồi chia sẻ những cái sở thích, cái nhiều cái nhưng bây giờ chỉ có niềm tin về hôn nhân sao? Dạ, bây giờ thì khác rồi ạ, cũng có khác, bởi vì cuộc sống hôn nhân lúc đó tới bây giờ thì nó đã thay đổi rồi. Dạ thì đã chia tay một thời gian rồi. Bây giờ thì cảm thấy là bây giờ bây giờ niềm tin về hôn nhân không còn hạnh phúc nữa đúng không? Dạ cũng không phải như vậy thầy. Nhưng mà ý là nếu mà nghĩ về hôn nhân mà gắn kết với một ai đó thì mình có những cái bài học rút ra thầy, cho nên em nghĩ là mình nếu cho mình tư duy về hôn nhân nữa, mình có mong muốn có hôn nhân nữa hay không? Dạ có. Có, vậy thì có nghĩa là niềm tin về hôn nhân vẫn còn, nhưng trước khi học quyết thì có còn không? Cũng buồn bã, cũng đau khổ. À vậy thì trước đó là niềm tin về hôn nhân nó không có nữa.
sau khi chia tay, đúng chưa? Hiểu hiểu ý này. Vậy thì nếu nói về hôn nhân gia đình, chị biết như thế nào về hôn nhân, tin như thế nào về hôn nhân, hiểu gì hôn nhân, thì em có thể định nghĩa chị có hiện thực hôn nhân như vậy theo những gì chị biết tin hiểu. Nên em có thể nói một câu chị đang có khái niệm về nguồn về hôn nhân như vậy. Được chưa? Vậy thì trước khi học quyết, chị đang sở hữu khái niệm nguồn về hôn nhân á, bất lợi. Nên dẫn đến hôn nhân, hiện thực hôn nhân của chị như sao? Không được vuông tròn. Không được vuông tròn và chính thức bây giờ đã đổ vỡ hôn nhân một phần nào đó, đổ vỡ hôn nhân, đúng chưa? Dạ, vâng ạ. Vậy thì hiện thực của chị đang bị chi phối bởi khái niệm nguồn, nhưng mà chị chi phối bởi khái niệm nguồn bất lợi, nên là hiện thực có bất lợi về hôn nhân. Được chưa? Nhưng nếu chị muốn thay đổi hiện thực, chị đổi khái niệm nguồn bất lợi thành khái niệm nguồn sao ạ? Có lợi ạ. Có lợi thì hôn nhân nó sẽ chuyển. Dạ. Vậy thì chị làm sao phát triển cái khái niệm nguồn trong đầu của mình về hôn nhân theo chiều hướng có lợi? Nếu chị biết về hôn nhân theo chiều hướng có lợi, tin về hôn nhân theo chiều hướng có lợi, hiểu về hôn nhân theo chiều hướng có lợi, thì hiện thực nó sẽ tự tốt đẹp. Hiểu cái ý em nghĩa là thay đổi. Thay đổi khái niệm nguồn. Khái niệm nguồn về hôn nhân. Dạ. Vậy là mình có thể cho là hôn nhân là hạnh phúc. Dạ không. Là... mà là mình thay đổi cái biết cái tin của hiểu về hôn nhân. Mình tự tưởng nó cũng chưa chắc, bởi vì nó khác. Cái tưởng đó là hình ảnh tâm trí, là bên cái khái niệm bên kia. Dạ. Còn cái này là phát triển cái khái niệm nguồn trong đầu của mình về cái gì đó. Nó quyết định cái nguồn năng lượng và hình ảnh tâm trí của mình trong tương lai, vật chất biểu hiện trong tương lai. Đây là cái chiều sâu hơn nữa của trong đầu của mình á. Dạ. Vậy thì tương tự như vậy, về sức khỏe, chị có khái niệm nguồn gì nó sẽ đại diện cho hiện thực sức khỏe của chị? Dạ. Tương tự như vậy, tài chính cũng vậy. Tương tự như vậy, mối quan hệ giữa con người với con người, công việc, vân vân. Mình khi nhắc về một điều gì, mình có khái niệm gì về nó, nó sẽ quyết định cái hiện thực của mình. Mà khái niệm đó nó phải đủ ba gốc, đó là biết, tin và hiểu, thì nó được gọi là khái niệm nguồn, thì nó mới quyết định hiện thực. Còn nếu chỉ có khái niệm đơn thuần là biết thôi, thì nó chưa quyết định hiện thực, chưa biểu hiện được vật chất. Dạ thầy. Vậy thì có thể cho tụi em một cái ví dụ cụ thể, ví dụ như là về sự thịnh vượng đi. Thì cái từ gì nó thì chị từ từ chị học rồi chị phát triển, nhưng mà chị hiểu cái gì đi, ví dụ như từ an vui đi. Yeah. Tại vì có một số khái niệm em sẽ không phát triển, mà để cho mọi người tự học và tự phát triển. Ở đây em có nhiệm vụ là phát triển tất cả các khái niệm nguồn liên quan tới nội tâm và hướng con người đến giàu toàn diện. Yeah. Nên em sẽ phát triển cho mọi người các khái niệm, ví dụ như an vui. Biết như thế nào về an vui, tin như thế nào về an vui và hiểu như thế nào về an vui, thì mình có hiện thực an vui. Yeah. Thì chị nắm được không? Em phát triển khái niệm về bao dung. Biết như thế nào về bao dung, tin như thế nào về bao dung, hiểu như thế nào về bao dung, thì mình có hiện thực bao dung. Vậy thì nhiệm vụ của em là chuyển cái biết cho chị, cái tin cho chị, cái hiểu cho chị, thì nhiệm vụ của em là chuyển hiện thực cho chị. Hiểu 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 ý này không ạ? Dạ. Vậy thì con người, người ta nói hạnh phúc không thể chuyển, không có thể người ta có thể chuyển được, không có. Bởi vì hạnh phúc, nếu bạn biết như thế nào về hạnh phúc, tin như thế nào về hạnh phúc và hiểu như thế nào về hạnh phúc, và người kia muốn nhận hiện thực của chúng ta chuyển cái biết của mình, cái tin của mình, cái hiểu của mình cho người ta, thì người ta nhận được hiện thực. Dạ. Chị nắm được ý này không? Dạ. Vậy thì nếu luận theo cái điều này, chúng ta có thể trở thành người chuyển hiện thực xuyên không. Đó là người ta chỉ cần cho người ta có biết về điều đó, tin về điều đó, hiểu về điều đó, thì người ta có hiện thực đó. Nên là không có gì vi diệu hơn, đó là chỉ cần chuyển cái khái niệm nguồn có lợi mà cuộc đời người ta chuyển đổi. Đó là sự vi diệu rất lớn của cái môn của chúng ta, đó là thấu hiểu nội tâm, kiến tạo an vui. Nghĩa là chỉ cần chuyển cái năng lượng của chuyển về... không
chuyển cái biết, chuyển cái tin và chuyển cái hiểu là chuyển được hiện thực. Dạ. Vậy thì trong đầu của mình chúng ta đang chứa rất là nhiều khái niệm. Chị có công nhận với em điều đó không? Dạ. Nhắc đến tiền, chị có khái niệm gì? Tiền là vui sướng. Tiền mang lại cái sự vui sướng cho mình. Dạ. Tiền còn cái gì nữa không? Tiền là giá trị. Có giá trị, tạo được giá trị. Tiền là gì nữa? Tiền là phương tiện. Phương tiện để mình làm được nhiều điều. Vậy thì chị cảm thấy rất là an vui và hạnh phúc khi có tiền đúng không? Dạ. Nhưng mà con số người có rất là đau khổ với tiền, chị có cảm giác không? Dạ có. Vậy thì họ có cái biết, cái tin, cái hiểu khác chị. Nên hiện thực của họ đối với đồng tiền nó khác với hiện thực của chị đối với đồng tiền. Vậy thì hai người khác nhau như vậy là do đâu? Là do trong đầu của họ chứa khái niệm nguồn gì về tiền nó quyết định sự khác nhau đó. Chị chỉ cần hiểu được điều đó là được. Vậy thì muốn thay đổi hiện thực không? Chúng ta thay đổi khái niệm nguồn theo chiều hướng có lợi là kết thúc. À, thầy ơi, nhân đây thì ví dụ như là mình có khúc mắc gì trong cuộc sống, mình cũng thay đổi cái thay đổi khái niệm thôi. Vậy là sẽ có kết quả tốt đẹp. 100% thay đổi tốt đẹp. Tại sao? Bởi vì một cái máy vi tính, cái hệ thống phần mềm bên trong của nó quyết định sự vận hành của máy vi tính đó. Còn khái niệm nguồn trong con người mình nó quyết định vận hành năng lượng, vận hành vật chất của mình bên ngoài. Mình đổi khái niệm bên trong thì đổi năng lượng và đổi vật chất. Cũng giống như là lúc nãy có một chị làm ở ngân hàng, chị ấy nói về những khách hàng của mình là với cái khách hàng. Chị có khái niệm về khách hàng của chị là người mà thiếu nợ của ngân hàng, rồi sau đó hằn học, rồi muốn đánh đầu chị, vân 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 vân. Nhưng may mắn chị còn có khái niệm sau khi xử lý xong thì đường nào thì người ta cũng biết ơn mình, nên con đỡ. Con số người họ dính luôn cái khái niệm đó, biết tin hiểu thì chị hướng rất bất lợi nên họ làm việc rất tệ. Nghĩa là khi nếu mà mình nhận ra được như vậy rồi đó thì mình thay đổi cái khái niệm về chuyện đó thì cái hiện thực nó sẽ quyết định ngay lập tức. Nó sẽ đổi hiện thực. Nếu đổi khái niệm nguồn thì đổi hiện thực. Nếu đổi khái niệm chưa chắc, tại vì khái niệm đó nó chỉ có chứa cái thông tin thôi, nó chưa chứa được năng lượng và chưa bao hàm vật chất thì chưa đủ đổi. Nhưng khái niệm nào bao hàm cả chứa đựng thông tin, năng lượng và vật chất nữa thì nó sẽ đổi. Dạ. Nó phải đủ. Đủ cả ba cái này thì nó mới đủ hiện thực. Về vật chất, về năng lượng, về thông tin. Dạ, đủ cả cái biết, cái tin và cái hiểu. Được chưa? Dạ. Rồi, các anh chị Phan Hảo Bội hỏi. Các anh chị nghe hiểu tới đây hay không thôi, đừng có hỏi gì cho, hỏi chi cho mất công. Hỏi chi cho nó phức tạp vấn đề lên. Bây giờ Toàn hỏi các anh chị nè, thông qua Toàn chia sẻ với chị Minh á, chị Lộc á, thì các anh chị nè, Toàn hỏi các anh chị nè, các anh chị hiểu được khái niệm nguồn là gì chưa? Hiểu chưa? Khái niệm nguồn là gì nè? Là một cái khái niệm mà nó bao hàm cái biết, cái tin và cái hiểu. Được chưa? Yeah. Các anh chị hiểu được cái hiện thực của con người chúng ta được quyết định bởi những gì chưa? Biết tin hiểu. Biết tin hiểu, hay nói cách khác là bởi chúng ta chứa đựng bên trong đầu cái khái niệm nguồn gì mà chúng ta có hiện thực đó. Nhắc đến cái gì, chúng ta có khái niệm nguồn gì thì nó quyết định hiện thực theo chiều hướng đó. Được chưa? Yeah. Vậy thôi, được rồi. Nhiều đó là đã thắng. Vậy thì bây giờ mình muốn đổi hiện thực, chúng ta làm gì đây? Thay đổi khái niệm nguồn. Dạ.
theo chiều hướng có lợi. Bởi vì hiện thực đang bất lợi, bất như ý, thì chúng ta đổi khái niệm nguồn theo cái chiều hướng như ý. Được chưa? Hiểu ý nào? Vậy thì muốn thay đổi khái niệm nguồn thì chúng ta đổi cái gì? Đổi cái biết về nó, đổi cái tin về nó, và đổi cái hiểu về nó. Được chưa? Dạ được. Nó có hai chiều. Một là mình biết được hiện thực cuộc sống của một con người thì nó bắt nguồn từ những gì họ biết, họ tin và hiểu, hay nói cách khác là nó, họ chứa đựng cái khái niệm nguồn gì trong đầu mà nó quyết định. Vậy thì bây giờ nó đã hiện thực đã có nghĩa là trong đầu đã có khái niệm gì rồi, nó mới cho hiện thực đó. Giống như chị Minh Lộc, hiện thực của chị là đang hôn nhân như vậy, thì có nghĩa là chị đã có khái niệm gì hôn nhân gì, nó mới cho ra cái hiện thực đó. Vậy thì mình muốn đổi hiện thực về hôn nhân thì quay qua chúng ta chia sức lại, cái gì quyết định hiện thực này? Chính là khái niệm nguồn nó quyết định. Vậy chúng ta đổi khái niệm nguồn. Được chưa? Mà cái gì quyết định khái niệm nguồn? Chính là những gì mình biết, mình tin, mình hiểu, nó quyết định khái niệm nguồn. Mà quyết định khái niệm nguồn đó, chúng ta đổi cái biết, cái tin, cái hiểu, thì chúng ta sẽ đổi cái khái niệm. Từ đó chúng ta đổi hiện thực. Khái niệm đổi hiện thực. Nắm ý này không? Vậy thì xã hội này, cuộc sống này, nó cho chúng ta những cái biết, cái tin, cái hiểu này nó đến từ đâu? Thì Toàn xin phép Toàn tắt micro của chị Minh Lộc một cái. Dạ, biết ơn thầy. Dạ. Rồi. Hiện tại những gì mà nó mang lại cái hiểu cho chúng ta, nó đến từ khoa học. Khoa học thì thuần hiểu. Có nghĩa là gì? Cái gì mà chúng ta không hiểu được, khoa học chưa giải thích được, thì hầu như là chúng ta chưa hiểu được á, thì coi như là chúng ta chưa công nhận, khoa học chưa công nhận. Con số người không hiểu, người ta khoa học chưa công nhận là họ không hiểu, là họ không tin. Thì khoa học người ta định nghĩa là thuần hiểu, phải hiểu được thì mới gọi là khoa học. Còn tôn giáo với tín ngưỡng thì thuần tin. Nên là cái đức tin của con người nó đến từ tôn giáo, từ tín ngưỡng. Con người chúng ta tin vậy thôi. Giống như chúng ta tin ông bà mình mất đi, xuống suối vàng, nên là chúng ta thờ ông bà, đạo ông bà thờ. Tới ngày giỗ cúng cầu về cho ông bà ăn. Các anh chị có thấy không? Các anh chị có thấy không? Không, nhiều khi đâu có thấy gì đâu, nhưng mà tin không? Tin có sự hiện diện của ông bà, tin có củ quyền. Con số người tin có Chúa, con số người tin có Phật, con số người tin nhiều cái tin như vậy, thì người ta nói tôn giáo thuần tin. Được chưa? Nên là những cái gì tin của con người chúng ta là đến từ góc nhìn của tôn giáo. Và biết thì nó góc nhìn từ đạo lý. Chính ba cái hệ quy chiếu này, hay còn gọi là ba góc nhìn này, nó quyết định cái biết tin hiểu của chúng ta trong cái cuộc sống này. Ba góc nhìn này nó sẽ quyết định cái biết tin hiểu của chúng ta trong cuộc sống này. Vậy thì con người chúng ta đang bị chi phối bởi cái gì đây? Đó là đang bị chi phối bởi cái hệ quy chiếu. Người nào bị chi phối bởi hệ quy chiếu của khoa học thì cái gì hiểu thì tôi mới tin. Đúng chưa? Còn chứng minh không được, đúng không? Chứng minh không được thôi, đừng có nói với tôi. Nhưng mà nếu người nào chịu sự chi phối bởi cái hệ quy chiếu là tôn giáo thì những người đó tin trước đi rồi hiểu sao. Đúng chưa? Rồi. Những người chịu hệ quy chiếu của đạo lý thì hầu như họ sẽ tập trung vào những cái biết. Con người sống á, thì cũng phải, con người thì nhân chi sơ tính bổn thiện. Con người sống cần có nhân lễ nghĩa chí tính. Những cái đó chúng ta biết vậy thôi, chứ chúng ta chưa chắc là hiểu là nhân lễ nghĩa chí tính là sao. Chưa chắc là tin
là nhân lễ nghĩa chí tính mang lại cái điều gì, nhưng mà chúng ta biết theo cái thuần đạo lý thì người ta nói những cái điều đó. Đạo lý của cuộc sống này, lửa là sao ạ? Đốt là sẽ cháy, gây ra tổn thương, nghe vậy thôi chứ chúng ta không hiểu tại sao nó gây đốt cháy luôn. Khoa học thì mới bắt đầu hiểu và chứng minh cho chuyện lửa tại sao đốt được. Còn chúng ta chỉ biết là như vậy, và chúng ta lấn qua là chúng ta tin là như vậy, nên chúng ta không chơi với lửa. Nên là gì? Trong cuộc sống chúng ta đang bị chi phối bởi ba cái hệ quy chiếu này. Nên là một con người nào đó, họ có hiện thực cuộc sống hiện tại bởi vì trong đầu họ chứa cái hệ, cái khái niệm nguồn gì và hệ quy chiếu gì. Được không? Các anh chị nắm được tới đây không? Từ cái hệ quy chiếu đó, nó cho họ cái cách tư duy, cái cách sống, cái lối sống của họ và mọi cái dựa trên nền tảng đó. Nếu ai dựa vào hệ quy chiếu của khoa học mà vận hành thì từ đó họ tư duy theo hướng khoa học. Ai mà hệ quy chiếu tôn giáo làm nền tảng thì tư duy theo hướng của tôn giáo. Còn ai hệ quy chiếu là đạo lý thì tư duy theo hướng thực tế của xã hội, đạo lý của cuộc sống mà cho họ. Chúng ta nắm được cái từ hệ quy chiếu này không? Có nghĩa là góc nhìn. Góc nhìn của chúng ta về cuộc sống. Chúng ta góc nhìn đó, chúng ta đeo cái kính của khoa học để nhìn đời, hay cái kính của tôn giáo để nhìn đời, hay là cái kính của đạo lý để nhìn đời. Do chúng ta nhìn cái gì? Được không? Ở đây không? Các anh chị phản ứng chút xíu cho đồng viết. Có Uyên Nguyễn nè, Uyên Nguyễn có ai đeo ba cái kính cùng một lúc không thầy? Có. Quýt là đeo ba cái kính cùng một lúc. Nên Quýt có một cái thuật ngữ rất đặc biệt, nó tên gọi là hệ quy chiếu chuẩn. Hệ quy chiếu chuẩn là một hệ quy chiếu mà chúng ta đứng cả ba góc nhìn của khoa học, tôn giáo và đạo lý để làm nền tảng. Bởi vì có những cái là giải thích được do tôn giáo giải thích được, có những cái khoa học giải thích được và có những cái đạo lý giải thích được. Chúng ta cần hiện thực tốt đẹp chứ không phải là góc nhìn gì. Chúng ta cần hiện thực tốt đẹp nên phải ứng dụng cả ba hệ quy chiếu. Nên ngày đầu tiên các anh chị học tập về hệ quy chiếu, Toàn có nói là công thức cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ cái hệ quy chiếu gì các anh chị? Khoa học. Vì luận theo khoa học, con người chúng ta, cội nguồn cuộc sống của chúng ta bắt nguồn từ đâu các anh chị? Luận theo khoa học. Luận theo khoa học, cội nguồn cuộc sống của chúng ta bắt nguồn từ đâu các anh chị? Hình ảnh tâm trí. Đúng chưa? Luận theo tôn giáo thì cội nguồn cuộc sống của chúng ta bắt nguồn từ đâu ạ? Công đức, phước đức, đúng không? Các khối công đức, phước đức, ác đức. Nhưng mà chúng ta lấy từ công đức, phước đức thôi. Nếu mà luận theo đạo lý thì có phải cội nguồn cuộc sống của chúng ta bắt nguồn từ khái niệm nguồn không? Do chúng ta chứa khái niệm nguồn gì mà có ngày hôm nay? Vậy thì nếu chúng ta biết cách phát triển các khái niệm nguồn có lợi, sau đó chúng ta tích tạo công đức phước đức, làm xuyên làm rõ những hình ảnh mình mong muốn, có phải là chúng ta đổi được hiện thực không? Các anh chị nè, chậm nè, các anh chị chậm nè. Nếu ai ở đây mà chúng ta phát triển các khái niệm nguồn có lợi, sau đó chúng ta tích tạo công đức phước đức, sau đó làm xuyên làm rõ những hình ảnh chúng ta mong muốn, thì có phải là chúng ta đổi được hiện thực không? Các anh chị hiểu ý không? Nên chúng ta đứng cả ba góc nhìn của khoa học, đạo lý và tôn giáo cùng một lúc để chúng ta đổi đời,
hiểu ý này không ạ? Rồi, đứng theo một cái góc nhìn của hiện thực di tâm nè. Đứng theo góc nhìn của hiện thực di tâm nè, hay lắm các anh chị. Hiện thực di tâm cho chúng ta biết một điều, đó là do chúng ta chứa nhân gì, gặp duyên gì mà cho quả ngày hôm nay. Có đúng không? Chúng ta đứng góc nhìn nhân gì, bên trong chúng ta có nhân gì cộng với duyên gì mà cho quả. Ví dụ chúng ta là cái nhân là cây xoài. Nếu mà thấy cây xoài lên một cái hột xoài đó lên một cái nền xi măng thì nó không thể bén rễ được, mà thấy trong một cái vùng đất có một con chó hay là cái gì nó đá cái một dính vô đất, cái nó bắt đầu nó mọc rễ ra, có một cơn mưa hay gì xuống cái bắt đầu nó nhân duyên lên, cái từ từ cho ra quả. Vậy chúng ta có nhân rồi cộng với duyên thì từ từ nó mới cho ra quả, nếu chúng ta theo hiện thực di tâm. Các anh chị nắm ý này không? Vậy thì bây giờ nếu theo hiện thực di tâm thì chúng ta muốn đổi cuộc đời của chúng ta thì có phải là chúng ta gieo nhân tốt không? Có phải không? Cộng với duyên lành thì lúc đó rất đơn giản để cho ra quả như ý không? Nè, Tần nói như này. Chúng ta gieo nhân tốt. Nhân tốt cộng với duyên lành có phải là cho ra quả như ý không các anh chị? Đúng chưa? Gieo nhân tốt cộng với duyên lành. Vậy thì đặt ra câu hỏi rất đặc biệt nè. Nhân trong con người chúng ta là gì? Nhân trong con người chúng ta là gì? Nhân nếu chúng ta muốn có nhân tốt thì nhân trong con người chúng ta là gì? Nhân là gì? Nhân con người chúng ta chính là những khái niệm nguồn có lợi, công đức phước đức chúng ta tích tạo làm sao, và những hình ảnh tâm trí sao à, thuận theo chiều chúng ta mong muốn là nhân. Sau đó duyên là chúng ta gặp những con người nào giúp cho chúng ta đạt được nó và chúng ta gặt được cái quả trong cái cuộc sống này. Duyên nó đến từ con người, nhân nó đến từ cái gì à? Nhân tốt là nó đến từ việc chúng ta có khái niệm nguồn nè. Nhân tốt là những cái khái niệm nguồn có lợi. À, chúng ta phát triển các khái niệm nguồn có lợi tích tạo được công đức phước đức để chi? Khối điện từ quang và điện từ âm dương nó phát triển, cộng với phát triển cái hình ảnh tâm trí rõ về những gì chúng ta mong muốn. Được chưa? Và duyên lành nó đến từ ai ạ? Đến từ con người. Nếu chúng ta thay đổi nhận thức được tốt đẹp về con người thì chúng ta kiến tạo những duyên lành. Những ngày tới đây chúng ta học tập đó là thay đổi nhận thức về con người. Chúng ta tạo ra những duyên lành. Rồi sau đó chúng ta gặt quả. Chúng ta sẽ gặt được quả như ý của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay đều do con người mang lại. Nhưng khi chúng ta có khái niệm nguồn có lợi rồi, có công đức phước đức, hình ảnh rõ nét rồi, thì cộng với duyên lành nữa cho ra gặt quả như ý. Nắm được tới đây không? Vậy thì theo góc nhìn của khoa học, góc nhìn của tôn giáo hay góc nhìn của đạo lý, chúng ta đều ứng dụng hết để làm sao chúng ta có hiện thực tốt đẹp là được. Nắm được ha. Thấy nó đơn giản không? Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta trong những ngày còn lại là làm gì các anh chị? Những ngày còn lại, nhiệm vụ của chúng ta trong phần đời còn lại là làm cái gì?
gieo nhân tốt bằng cách là gì? Phát triển các khái niệm nguồn có lợi về bảy sự giàu toàn diện. Sau đó biết cách ăn ở với con người, rồi sau đó muốn cái gì thì làm xuyên làm rõ những gì mình muốn và mình đạt nó là xong. Trong phần đời còn lại các anh chị làm điều đó thôi. Được không? Vậy thì bắt đầu, để làm được điều đó nó tốt đẹp thì chúng ta tích tạo thêm công đức phước đức, làm xuyên làm rõ những gì mà mình mong muốn, sau đó ăn ở với con người sao à? Tốt. Thay đổi nhận thức về con người thì từ đó chúng ta đổi đời theo cái công thức nhân duyên quả này, thì đổi được hình ảnh tâm trí tốt về con người thì chúng ta đổi đời. Vậy thì những ngày tới đây quyết hỗ trợ cho tất cả các anh chị cái gì? Nói cho bí mật nè, một số anh chị tự nhiên học á, cái vô quyết cái đổi cuộc sống. Đố các anh chị tại sao? Các anh chị đổi nhân là thay đổi được khái niệm nguồn có lợi. Sau đó các anh chị có công đức phước đức nữa. Biết tại sao không? Giống như lúc nãy bạn Thiện bạn nói đó, thấy giới thiệu, thông qua sự giới thiệu mà vô đây, cái bạn Thoại bạn Thiện tưởng đâu là trong đây giống như đa cấp. Tại vì giới thiệu mới được vô chứ đâu có thấy quảng bá gì đâu. À vậy thì thông qua nhân mạch các anh chị mới vô đây, thì có phải là thuận duyên các anh chị giới thiệu cho con người nâng tầng nhận thức nội tâm không? Cuộc sống của họ thuận lợi từ từ, có phải nó tích tạo công đức phước đức cho chúng ta không? Nên là việc các anh chị giới thiệu vô đây không có tiền đâu, nhưng các anh chị có cái gì? Một phần nào đó công đức phước đức nhỏ nhỏ gì đó, nếu người ta thuận duyên người ta vô học. Rồi ai đó học xong phí tỳ tâm các anh chị gửi lại để cho ban tổ chức vận hành, cái vận hành tổ chức đào tạo, tạo một cái công cụ phương tiện tốt hơn cho chúng ta học tập, thì có phải qua thời gian nó thuận duyên cái việc chúng ta tích tạo cái đó, nó cũng là một phần để tạo công đức phước đức. Rồi các anh chị đứng vô đây phát biểu, các anh chị phát biểu cái thông qua bối cảnh của các anh chị, người khác có cái bài học tốt, cái từ từ cũng một phần tích tạo công đức phước đức rất là nhiều cái, bởi vì ở đây là cổ máy cho các anh chị tạo công đức phước đức. Rồi phát triển khái niệm nguồn cộng với có công đức phước đức, cộng với các anh chị làm xuyên làm rõ những gì mình mong muốn, thì cuối cùng cái kết quả tự nhiên qua thời gian các anh chị đổi đời là bởi vì các anh chị đã đổi nhân, thay đổi nhân, gieo những nhân rất tốt, rồi sau đó gặp duyên lành và chúng ta cho ra quả được như ý. Các anh chị hiểu được ý nào? Rồi một số anh chị nè, giống như Toàn đang nói chuyện, các anh chị đã đánh máy lên đây, tại sao mà Toàn không nói chuyện thiệt là chậm, để cho các anh chị ghi cho rõ. Tại vì nói chuyện chậm như vậy á, nó cũng không phải là cái tốc độ nói chuyện để các anh chị chuyển hóa, nên buộc Toàn phải nói chuyện đúng cái tốc độ để cho con người chuyển hóa, và giai đoạn nào nói cái gì thì Toàn kiểm soát được cái tốc độ nói chuyện đó. Thì có những người đánh máy đưa lên đây, những anh chị hỗ trợ cho chúng ta, một phần họ cũng đóng góp vào xây dựng cái sự chuyển hóa của các anh chị, đóng góp vào sự chuyển hóa của các anh chị, thì một phần cũng tích tạo cái gì đó, nên phối hợp với nhau xây dựng cái cổ máy, hiểu không? Các anh chị nắm ý này không? Ở đây có Thí Tâm Huỳnh nói là mấy khóa sau này thầy nói nhanh hơn mấy khóa trước, phải nhanh thôi chứ giờ làm sao? Tốc độ chuyển hóa của con người như vậy rồi, các anh chị không nói nhanh hơn á, làm sao á, là nói thêm nội dung để chuyển hóa. Trước đây thì nói từ từ, nói cũng 8 năm rồi, thì cho nói từ từ nhanh lên chứ. Rồi, thêm nữa, có một cái thí nghiệm ở cái vùng đảo của bên Nhật Bản mà hôm trước Toàn có chia sẻ, không biết lớp này Toàn đã kể lần nào chưa. Đó là nhà khoa học á, người ta thí nghiệm coi cái độ thông minh của con khỉ kiểu như sao.
Cái bắt đầu là gì ạ? Người ta đưa khoai lang cho con khỉ ăn bởi vì nó thích khoai lang quá. Thích khoai lang quá. Thích khoai lang quá mà người ta nhúng vô cát đó anh chị. Nhúng vô cát. Cái ăn vô thì chả bị nhám miệng quá. Vô tình thì một vài ngày thì có con khỉ có khoảng 18 tháng tuổi, con khỉ cái, nó rửa được cái khoai đó. Rửa được cái khoai đó. Cái nó ăn ngon, nó hướng dẫn ba nó, mẹ nó, anh chị em đó và những người tiếp xúc với gia đình đó đều được dạy hết trơn cái cách rửa khoai. Người ta đánh dấu từng con, cái tự nhiên người ta thấy con khỉ thứ 100 nó không được tiếp cận với gia đình đó và những con khỉ biết rửa cái khoai. Nhưng mà nó sao ạ? Nó vẫn rửa được. Sau đó người ta đi quan sát khắp nơi các đảo khác thì hầu như nó thành bản năng sinh tồn của con khỉ này. Và hầu như chỉ cần biết nhúng vô cát là nó đi rửa nước nó ăn. Vậy thì việc các anh chị có sự chuyển hóa nội tâm, các anh chị nhận được tánh không, được sự an vui. Bước đầu tiên á, thì hàng ngàn người chưa nhận người. Cái từ 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 có hàng trăm người, hàng ngàn người nhận được tánh không, sự an vui, hướng đến giàu toàn diện. Thì sau này chưa học vô lớp học trực tiếp thôi, nghe ghi âm là các anh chị đã chuyển hóa. Các anh chị hiểu ý này không ạ? Tại vì chúng ta được ảnh hưởng thông tin và năng lượng nên là vật chất con người đổi rất nhanh. Trước đây để cuối luôn học biết mentor 1, học hết mentor, chưa có sự chuyển hóa lớn. Cái mentor 2 vừa vô học thì mentor 1 bắt đầu chuyển hóa. Thì mentor 2 chuyển hóa nhanh hơn. Mentor 1, mentor 2 có sự chuyển hóa lớn rồi. Thì mentor 3 bây giờ học mới có 20 mấy, gần 30 ngày thôi. Ngày thứ 30 thôi. Mà họ bây giờ họ có sự chuyển hóa rất lớn. Các anh chị nghĩ sao tới mentor 4 khi mentor 3 người ta chuyển hóa? Nên là gì? Những gì nội dung ở mentor 1 còn bắt đầu toàn chuyển dần với cái lớp học mới. Mentor 2 nói sâu thì chuyển dần lớp học mới. Và tới mentor 3 bây giờ chuyển dần cái lớp học cho các anh chị. Bởi vì người ta đã thấu hiểu rồi. Thì chúng ta bắt đầu chuyển dần để cho mọi người hiểu sâu hơn. Mentor 4 lại còn giữ nữa. Mentor 4 là thừa hưởng tất cả các tinh túy. Ngày xưa hướng dẫn bơi lội cả chục ngày mới bơi được. Bây giờ du lịch sức khỏe các anh chị biết là một ngày là những có nhiều người đã biết bơi rồi. 3-4 ngày là họ đã đi ra bơi biển rồi. Bây giờ hôm ngày là mentor 3 là chưa gì hết trơn là bơi cạn thôi mà cảm giác mọi người đang biết bơi. Thì chương trình du lịch sức khỏe đợt này chuẩn hóa hình thể, trẻ hóa thân tâm ở chúng ta đang chuẩn bị làm ở Thanh Hóa. Thì tôi dự trù khoảng 500 người, 600 người, 800 người gì đó, đang 500 người trở lên. Thì 7 ngày 6 đêm du lịch sức khỏe đó, thì các anh chị biết là gì? Coi chừng sẽ rất là nhiều người bơi 2.000 mét. Tại sao? Bởi vì 7 ngày đó chúng ta bắt đầu sao? Bắt đầu làm. Và chương trình đợt này chúng ta còn đưa vô môn võ tự vệ nữa. Có nghĩa là học thay gân đổi cốt rồi. Bây giờ các anh chị ứng dụng những cái đó trong cuộc sống kiểu sao để bảo vệ chính mình và những người thân yêu, để tránh những cái tổn thương khi di chuyển, khi vận động, khi này kia, thì bằng võ tự vệ đó. Và các anh chị còn được chuyển giao cái môn đó nữa. Thì càng ngày chương trình của chúng ta sẽ càng chất lượng cao hơn đối với những người sau. Bởi vì chúng ta thừa hưởng tinh túy của những người trước. Nên toàn rất là biết ơn các nhân mạch đã giới thiệu các anh chị vào đây. Biết ơn các anh chị khóa học trước K16, K15, K14, K13, K12, K11, K10, K9, K8, K7, K6, K5. Biết ơn 7 năm offline là bởi vì nó đã trải qua một cái lộ trình. Thì các anh chị vào đây, các anh chị thừa hưởng được tinh túy đó. Thì chúng ta đang xây dựng cổ máy công đức phước đức cho các anh chị. Khi các anh chị là người học viên trước, gieo duyên cho học viên sau. Gieo duyên bằng sự chuyển hóa, gieo duyên bằng tài chính, gieo duyên bằng sự giới thiệu con người, rất là nhiều hình tướng khác nhau, nhưng chúng ta đều có góp phần vào sự chuyển hóa của thế hệ sau. Các anh chị hiểu ý này không ạ? Ở đây có người hỏi rất hay, thầy ơi nếu làm mà ý chỉ vì công đức phước đức thì nhận được không thầy?
cố gắng phước biểu để tạo công đức phước đức rồi đó. Thì nếu tham quá thì vài bữa nó bị bao đen công đức, hoặc là nó tan công đức phước đức, ngạo mạn. Thì do chúng ta là thôi, do chúng ta kiểm soát cái nội tâm thôi. À, bộ cái loa nó bị ghè hả các anh chị? Cái loa bị ghè nên khó nghe hả? Ồ, cái loa bị ghè hả? Có ghè hả? Ông chỉnh thử miếng chút xíu gì đó, nhưng anh biết chỉnh không cưng? Anh cũng biết chỉnh ở đâu nữa. Để chỉnh hả? Để anh coi ai. Anh kiếm chỗ chỉnh đây. Ờ, chỉnh chỗ này thôi. Không, để nó thử. Được không các anh chị? Nghe được không các anh chị? Hết gà chưa các anh chị? À, ổn rồi ha. Dạ, biết ơn các anh chị. Các anh chị nhắc toàn nha. Tại sao biết không? Mình nói chuyện ở đây thì các anh chị biết toàn rồi. Nó đơn giản lắm. Không có thấy tiếng thì không thấy hình. Không có nghe tiếng âm thanh thì cũng thấy hình. Nhưng mà cái người người ta mới nghe âm thanh thôi mà để nó ghè, người ta nghe tiếng thôi người ta bực bội lắm. Nên là làm sao mình phải chất lượng âm thanh tương đối để những người chỉ nghe ghi âm thôi mà họ có ấn tượng tốt, chứ nếu không thôi họ uổng một cái cơ hội để tiếp cận cái tri thức. Nên các anh chị nhắc nhở giúp toàn. Nghe nhỏ hơn đúng không? Nghe nhỏ hơn là được rồi, nhẹ hơn thì không ghè. Dạ dạ dạ. Chúng ta nắm được tới đây không các anh chị? Nắm được ý nghĩa của tam giác hiện thực này không? Rồi, vậy thì nếu đứng góc nhìn của khoa học để chúng ta đổi, chúng ta muốn đổi đời. Chúng ta muốn đổi cuộc đời của chúng ta. Thì đơn giản nhất là chúng ta đổi hình. Đổi hình thì đổi đời. Mà muốn đổi hình thì chúng ta thay đổi cái khái niệm nguồn. Thay đổi hệ quy chiếu. Ví dụ ha. Ví dụ toàn nói với các anh chị đơn giản đây. Toàn hỏi nghiêm túc nghe các anh chị. Các anh chị giúp đỡ toàn một cái. Một cộng một bằng mấy các anh chị? Một cộng một bằng mấy? Toàn hỏi nghiêm túc à, chứ không có giỡn nha. Một cộng một bằng mấy? Nghiêm túc toán học đầu đàng hoàng nha. Một cộng một bằng mấy à? Bằng hai. Bây giờ toàn nói với các anh chị nè, toàn ghét cái con số hai, toàn muốn một cộng một bằng sáu. Làm sao? Toàn ghét con số 2. Toàn không muốn ra kết quả 2. Nhưng mà toàn khư khư rằng toàn lấy cái hệ quy chiếu của toán học để đưa vào thì mãi mãi nó là con số 2. Nhưng nếu toàn không muốn con số 2 thì toàn đổi hệ quy chiếu, toàn lấy gia đình học vào. Toàn với bà xã toàn đang sanh ra 4 đứa con, thì bây giờ ra 6 người trong gia đình. Sau đó các con nuôi của toàn nữa, bây giờ lên 7-8 người nên 90 người. Thì bây giờ gia đình toàn đang lớn dần đi. Rồi sau đó các anh chị biết là toàn mở ra mentor. Và toàn nói với các anh chị mentor là chúng ta là một gia đình. Thế giới ngày càng nhỏ lại, gia đình ngày càng lớn lên. Thì bây giờ chúng ta có mấy ngàn gia đình, thành viên trong gia đình. Và tổng cộng chúng toàn muốn con số 1 đó cộng với 1 nó bằng 10.000. Thì nên là toàn đã lên một cái kế hoạch là huấn luyện hỗ trợ cho 10.000 chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm. Tới 10.000 là nghỉ, toàn muốn gia đình là 10.000 thành viên. Được không? Hiểu ý nào? Tôi đổi hệ quy chiếu. Tôi không muốn kết quả đó, tôi đổi hệ quy chiếu. Vậy thì tôi muốn thay đổi cái kết quả của hôn nhân, thay đổi kết quả của tài chính. Tôi đổi khái niệm nguồn và đổi hệ quy chiếu. Tôi muốn làm tốt hơn, tôi đổi công đức phước đức. Tôi tích tạo thêm công đức phước đức để cái hình nó gõ nét hơn.
Thì khi chúng ta làm được hai điều này thì nó sẽ đổi hình, thì lúc đó nó sẽ đổi đời. Được không? Chúng ta nắm được ý này không? Được không? Rồi, nếu xét về cái này là đời sống, còn nếu xét về khóc ghía cạnh của cái quả như ý của cuộc sống theo duy tâm, cái hiện thực duy tâm, đó là ông gieo nhân tốt, ông gặp duyên lành thì ắt cắn ông quả như ý. Thì mình lấy là gì? Nhân tốt bằng khái niệm nguồn, công đức, phước đức, hình ảnh, duyên lành ở con người và gặp cái quả như ý. Thì chúng góc nhìn gì cũng vậy, chúng ta chỉ cần ứng dụng theo tâm giác hiện thực là được. Được không? Ngon không? Nó đơn giản gì đó. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta trong phần đời còn lại là làm gì đây? Phát triển các khái niệm nguồn có lợi liên quan tới 7 sự giàu toàn diện. Được chưa? Tích tạo công đức phước đức. Làm xuyên làm rõ những gì mình mong muốn. Được không? Viết ra đi cho nó dễ. Nhiệm vụ của chúng ta trong phần đời còn lại. Đây. Nhiệm vụ của chúng ta trong phần đời còn lại là làm gì? Nhiệm vụ của chúng ta trong phần đời còn lại là làm gì đây? Thứ nhất, các anh chị ghi vô giúp Toàn. Phát triển các khái niệm nguồn có lợi liên quan tới 7 sự giàu toàn diện. Nhiệm vụ đó quyết đang đảm đương trong giai đoạn này. Nhiệm vụ thứ hai đó là tích tạo công đức phước đức. Thì nhiệm vụ thứ hai này phối hợp nhau làm mới được. Phối hợp với nhau. Nhiệm vụ thứ ba, làm xuyên làm rõ những gì mình mong muốn thì ai làm? Ai làm các anh chị? Mình làm. Rồi, Quýt đang làm cái số 1, phối hợp với các anh chị làm cái số 2 và số 3 là các anh chị phải làm. Rồi, xong. Rồi sau đó làm gì? Các anh chị lấy vai trò của Quýt làm cái số 1, chuyển giao cho con cái và những người thân yêu của mình. Sau đó đồng hành cùng con cái của mình làm công đức phước đức. Sau đó hướng dẫn cho con cái mình thế hệ sau làm xuyên làm rõ những gì con cái muốn. Thì cứ như vậy lan tỏa ra. Lấy vai trò của Quýt làm vai trò của mình sau khi mình đã đạt được. Thì cứ như vậy mà lan tỏa là xong.
được chưa? Bữa nay nhận nhiệm vụ luôn trời, cái ca khoa này, cái khoa khóa này hay dữ ta. Trong giai đoạn này nhiệm vụ của Quýt là phát triển cho các anh chị các khái niệm nguồn có lợi, phối hợp với các anh chị tích tạo công đức phước đức. Rồi, được chưa? Còn lại nhiệm vụ của các anh chị là phối hợp cùng với Quýt tích tạo công đức phước đức, hoặc là phối hợp với tổ chức nào đó tùy các anh chị, cộng với các anh chị phát triển cái làm xuyên làm rõ những gì mình mong muốn. Đó là nhiệm vụ đầu tiên. Sau khi đạt được những gì mình muốn rồi, mình phát triển vào toàn diện rồi, lấy khái niệm đó làm gì à? Chuyển giao cho thế hệ sau, con cái của chúng ta, các khái niệm song song với con, tích tạo công đức phước đức, lập bối cảnh để làm, lập cái phương tiện để làm. Sau đó làm gì nữa? Hướng dẫn cho con cái mình làm xuyên làm rõ những gì con cái muốn, lấy cái đó truyền lại là xong. Nên là bữa nay nhận nhiệm vụ luôn á trời, lần đầu tiên cái tới K17 nhận nhiệm vụ luôn á, ngon quá. Rồi có chị Hoàng Thí có hỏi toàn là gì? Đó là nghe thấy nói biết trong công thức cội nguồn, chỉ nghe thấy nói biết trong cấu trúc con người khác nhau không? Khác nhau toàn diện. Nghe thấy nói biết trong công thức cội nguồn đã dính tánh và tình của con người, nên nó đã dính hình. Còn nghe thấy nói biết trong cấu trúc con người thì một là nó chưa không dính hình, hai là nó dính hình nó mới tạo nên nguyên lý hoạt động của tiềm thức. Còn nếu không dính hình thì nó yên vị tại đó, thì đó là sự chân thật. Nên hai cái nghe thấy nói biết đó khác nhau. Một cái nó đã dính vô hình ảnh, một cái không dính hình. Ngon, lớp này ngon thiệt chứ. Lớp này nhận nhiệm vụ luôn á trời. Hay quá ha. Nhiệm vụ của chúng ta trong phần đời còn lại. Hay quá ha. Lớp này đặc biệt, ta tự nhiên sao cho các anh chị nhiệm vụ luôn vậy. Nhưng mà nhận nhiệm vụ này không? Chịu nhận không? Nhiệm vụ này ngon không? Nói cho các anh chị bí mật nè. Nhớ là đừng có nói với ai nha. Nhưng mà người ta hỏi thì mình nói. Nếu đã người có người hỏi thì mình nói. Các anh chị không chủ động kiến tạo khái niệm nguồn có lợi thì xã hội á, thông qua tôn giáo, thông qua khoa học, thông qua đạo lý, người ta sẽ nhồi nhét chúng ta các khái niệm nguồn bất lợi. Các anh chị đang có bất lợi rất là khái niệm, rất là nhiều khái niệm nguồn bất lợi về sức khỏe, có rất là nhiều khái niệm nguồn bất lợi về hôn nhân, rất là nhiều khái niệm nguồn bất lợi về cuộc sống con người nói chung. Nếu chúng ta không chủ động phát triển cái khái niệm nguồn có lợi, giống như chúng ta chủ động thắp sáng cái đầu của chúng ta thì bóng tối nó sẽ tự tràn vô thôi, chứ có gì đâu. Nên khi con người chúng ta phát triển các khái niệm nguồn có lợi của vào toàn diện thì chúng ta giữ các ngọn đèn đó trong nhà của chúng ta thì bóng tối nó không tràn vô, chứ nếu mà tắt cái nó tràn vô. Thì hiểu ý này không? Các chị hiểu ý này không? Nên chúng ta không phát triển các khái niệm nguồn có lợi cho con chúng ta thì các anh chị biết chuyện gì ngoài xã hội này không? Đó là người ta sẽ phát triển những khái niệm nguồn bất lợi cho con chúng ta. Hiểu này không ta? Các anh chị không cho con chúng ta có một cái hệ quy chiếu chuẩn thì người khác sẽ cho con chúng ta cái hệ quy chiếu. Chứ giờ sao? Bây giờ cách nào sống trong xã hội này, cách nào các anh chị có thể thay đổi được đây? Thì chúng ta phải nhận nhiệm vụ này để làm gì? Để còn lan tỏa thế hệ sau. Các anh chị nghĩ 20-30 năm nữa mình phát triển cái giáo dục này, chúng ta ở đây gọi là giáo dục tận gốc các anh chị. Giáo dục tận gốc, mình đang phát triển cái giáo dục tận gốc đó các anh chị. Quýt đang xuất khẩu giáo dục tận gốc trên toàn cầu á. Nó tên gọi là giáo dục tận gốc. Giáo dục tận gốc là gì? Các anh chị ghi giúp toàn. Là giáo dục
mà nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ cho con người. Giáo dục tận gốc là giáo dục nâng tầng nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ cho con người, định hướng con người trưởng thành đến sự tận cùng của sự trưởng thành của con người, định hướng con người trưởng thành tận cùng đến sự trưởng thành của con người. Ở gốc thông tin mà chúng ta nắm bắt đó là giáo dục tận gốc ở gốc thông tin. À, đó là giáo dục tận gốc là giáo dục nhằm nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ cho con người. Giáo dục tận gốc là nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ cho con người. Định hướng con người trưởng thành đến sự trưởng thành tận cùng của con người. Mở ngoặc ra là 7 sự giàu toàn diện. Giáo dục tận gốc là giáo dục nhằm nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ cho con người. Nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ cho con người. Định hướng con người trưởng thành đến sự trưởng thành tận cùng của con người. Mở ngoặc ra là 7 sự giàu toàn diện. Là 7 sự giàu toàn diện. Nâng tầm nhận thức nội tâm nè. Nâng tầm, đồng xin phép các anh chị, nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ. Định hướng con người trưởng thành đến sự trưởng thành tận cùng của con người là 7 sự giàu toàn diện. 7 sự giàu toàn diện. Được chưa? Rồi, đó là gốc thông tin của giáo dục tận gốc. Gốc năng lượng của giáo dục tận gốc nè các anh chị. Gốc năng lượng của giáo dục tận gốc đó là mang đến cho con người nguồn năng lượng của sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn. Mang đến cho con người nguồn năng lượng của an vui, bao dung và trân trọng biết ơn. Đó là gốc năng lượng, gốc vật chất nè. Là giúp cho con người có cuộc sống đơn giản, vui vẻ, tin tưởng, và nhẹ nhàng. À, chậm lại ha. Giáo dục tận gốc là gì? Thông tin hóa giáo dục tận gốc nè. Giáo dục tận gốc là nhằm nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ cho con người. Định hướng cho con người trưởng thành đến sự trưởng thành tận cùng của sự trưởng thành của con người. Mở ngoặc là 7 sự giàu toàn diện. Năng lượng hóa của giáo dục tận gốc là mang đến cho con người nguồn năng lượng của sự an vui, bao dung, trân trọng biết ơn. Biết vật chất hóa giáo dục tận gốc là giúp cho con người có cuộc sống đơn giản, vui vẻ, tin tưởng và nhẹ nhàng hơn. Đây là triết lý giáo dục tận gốc mà Quýt đang đi các anh chị. Và Toàn muốn mượn thông qua các anh chị chúng ta xuất khẩu giáo dục tận gốc này ra toàn cầu. Các anh chị có kỳ vọng đem giáo dục tận gốc này đi ra toàn thế giới không? Có mong muốn đem giáo dục tận gốc này ra toàn cầu không? Đem cái này ra toàn cầu ngon lắm. Một ngày nữa đó đẹp trời,
Các anh chị suy nghĩ nè, khi con mình bắt đầu lớn lên, chúng ta giúp cho con nâng tầng nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ. Trí tuệ như thế nào? Ngày mai chúng ta sẽ học tập khái niệm về trí tuệ. Phát triển khái niệm nguồn có lợi về trí tuệ để làm chi? Để chúng ta định vị cho con chúng ta trở nên giàu toàn diện hơn. Định hướng con trưởng thành đến sự trưởng thành tận cùng của một con người. Không phải là vật chất không, cũng không phải là khỏe mạnh không đơn thuần, mà là còn là phẩm chất, còn là nhân cách, còn là năng lực, còn là tâm thái, còn là trí tuệ nữa. Được chưa? Sau đó chúng ta bảo vệ con chúng ta bằng nguồn năng lượng của sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn. Chúng ta hình dung nè, nếu chúng ta có nguồn năng lượng ba an vui, bao dung, trân trọng biết ơn xuyên suốt trong cái cuộc đời chúng ta, các anh chị có cảm giác được chúng ta vừa bảo vệ bản thân mình và bảo vệ những người thân yêu của chúng ta nữa không? Chúng ta dùng cái từ là bảo hộ. Nếu chúng ta có nguồn năng lượng của an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, chúng ta sẽ bảo hộ mình và thân hữu xung quanh. Các anh chị nắm ý này không? Rồi, giúp cho con người cuộc sống ngày càng đơn giản hơn, tin tưởng hơn, vui vẻ hơn và nhẹ nhàng hơn. Được không? Đây là triết lý giáo dục tận gốc mà chúng ta đang theo đuổi. Nhất định xuất khẩu cái này lên toàn cầu. Và sau thời gian vài năm, sau khi cộng đồng mentor phát triển rồi, chúng ta sẽ khởi tạo một số cái dự án cho trẻ em, định hướng các con, đồng hành cùng con vào toàn diện. Thì cả toàn quan sát, nếu chúng ta làm khéo 20 năm đến 50 năm thì thế hệ sau sẽ rất là phát triển thông qua triết lý giáo dục này. Từ 20 đến 50 năm, toàn nghĩ khoảng 50 năm là đẹp. 50 năm. Hai mươi năm là hưởng lợi. 20 năm là ngon à. Cái 50 năm định hướng nên dự án này chúng ta đi á. Dự án của Quýt đang đi là 50 năm. Tại vì toàn năm nay toàn 20 tuổi. Toàn có kế hoạch là 50 năm. Mình làm đơn giản thôi các anh chị. Mình bồi dưỡng cho các anh chị mentor hướng đến vào toàn diện, sau đó đồng hành cùng con của họ là xong. Còn chuyện làm của xã hội thì các anh chị mentor tự làm, còn Quýt làm đúng cái vai trò của Quýt thôi. Đó là bồi dưỡng các anh chị mentor. Vậy thôi đó, mình hướng vậy thôi, hướng đến vào toàn diện. Sao các anh chị dám mà dám định hướng giáo dục tận gốc làm nền tảng giáo dục cho con cái chúng ta sau thế hệ sau không? Dám lấy giáo dục tận gốc. Tại vì các anh chị đâu có hệ quy chiếu. Nếu ai có hệ quy chiếu giáo dục con cái thì các anh chị lấy. Còn nếu không có thì chúng ta lấy giáo dục tận gốc làm nền tảng. Một ngày nào đẹp trời á, cả thế giới sẽ hỏi: ô, ba mẹ người Việt dạy con kiểu làm sao? Thì chúng ta nói, chúng tôi dạy con dựa trên triết lý của giáo dục tận gốc. Đó là nhằm nâng tầm nhận thức nội tâm cho con, nâng tầng bậc trí tuệ của con. Định hướng con á là trưởng thành tận cùng của sự trưởng thành của con người. Đó là bảy sự giàu toàn diện. Con luôn mang trong người nguồn năng lượng của an vui, bao dung và trân trọng biết ơn. Định hướng con có cuộc sống đơn giản hơn, vui vẻ hơn, tin tưởng hơn và nhẹ nhàng hơn. Ngon không? Tới một ngày nào đó thế giới, bây giờ chúng ta đang học cái cách người Việt dạy, người Nhật dạy con, người Mỹ dạy con, người Đức dạy con, người Hàn dạy con. Bây giờ vài bữa thế giới người ta sẽ đọc sách về người Việt dạy con như thế nào. Dám không? Dám đồng hành cùng toàn cậu khoảng 50 năm, 20 năm gì đó. Sau đó các anh chị, một ai là cho phụ huynh cũng có thể viết được cuốn sách này hết.
được không? Dám đưa giáo dục tận gốc về gia đình của mình không? Thì nhiệm vụ của Quýt là phát triển các khái niệm nguồn có lợi trong giai đoạn này cho các anh chị. Công đức phước đức thì các anh chị cùng phối hợp cùng làm. Còn lại làm xuyên làm rõ những gì các anh chị muốn thì cùng với nhau phối hợp. Còn phát triển cái khái niệm giáo dục tận gốc này là Quýt phải làm. Tại giai đoạn này Quýt cảm nhận được sứ mệnh, cái mưu cầu của xã hội có nên chúng ta làm. Chắc chắn không có Quýt sẽ có một tổ chức đào tạo khác sẽ ra đời và đóng cái vai trò đó. Tại vì mưa lúc nào cũng có, cây nào có rễ sẽ thấm hút. Các anh chị tổng nghiệp, các anh chị quy định thời điểm này là các anh chị sẽ nhận được những giá trị này. Nếu không có Quýt, không có Toàn thì 100% sẽ có người khác giúp đỡ các anh chị chuyển hóa. Nên là may mắn phước báo của Quýt là được đồng hành với các anh chị đi theo cái con đường giáo dục tận gốc này trong giai đoạn này. Nên là phước báo của chúng ta. Mưa lúc nào cũng có, cây nào có rễ thì thấm hút. Mưa thì lúc nào cũng có, cây nào có rễ thì thấm hút. Chị Ngọc Hiền hỏi gì hả? Hay sao? Dạ, em biết ơn thầy đã cho em có cơ hội được phát biểu ạ. Em biết ơn cả nhà đã lắng nghe mà em xin phép được hỏi thầy câu hỏi là làm thế nào để có thể điều chỉnh được trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình về cân bằng và dương để có thể hiểu sâu hơn được cái nguyên lý hoạt động của tiềm thức ạ? Chị hỏi lại. Dạ, làm thế nào để điều chỉnh trạng thái rung động điện từ của nội tâm về cân bằng và sau đó... Ôi, vài bữa học hết à, vài bữa học tâm thái, vào tâm thái là nó đạt hết rồi. Tại vì chưa đủ khái niệm để phát triển cái tâm thái. Phải học dạ, được cái khái niệm nguồn của an vui, khái niệm nguồn của bao dung, khái niệm nguồn của trân trọng biết ơn. Nó nhập vô con người mình, cái tự nhiên năng lượng nó điều chỉnh liền ngay tức khắc. Dạ vâng. Nhiệm vụ là cái đó Quýt làm. Vài ngày nữa Quýt làm. Còn nhận được hay không á, thì Quýt sẽ nỗ lực nhất. Nhưng công đức phước đức có thì nhận được. Có công đức nhận được an vui. Có phước đức nhận được bao dung và trân trọng biết ơn. Dạ dạ vâng ạ. Em biết ơn thầy ạ. Làm thực cái chuyện là... đó. Làm cho bằng được cái chuyện đó. Tại vì khi nhập khái niệm nguồn vô mình rồi, mình biết tin hiểu gì nó rồi, tự nhiên cái năng lượng nó đổi liền ngay tức khắc. Vừa an vui có, đau khổ nó tan biến. Vừa bao dung có thì mọi vướng mắc gì mối quan hệ tan biến. Vừa trân trọng biết ơn có thì quán trách tan biến liền ngay tức khắc, không nói năng gì nữa, bởi vì nó là ánh sáng. Vâng. Mình đừng có... tự nhiên là ánh sáng nó vào tự nhiên nó có ánh sáng vào thì bóng tối nó tan. Cái rung động điện từ của mình là nó tự đổi, tại vì thông tin nó đổi thì năng lượng nó tự đổi. À vâng ạ. Nên có một số anh chị học đó toàn nói với các anh chị đâu cần hiểu gì, đâu cần nhớ gì, tại sao mình đổi năng lượng. Là bởi vì do mình đã thông tin. Nhưng mà bởi vì nó chập chờn là tại sao? Thông tin chưa rõ, chưa nắm toàn diện của biết tin hiểu. Nên nó chập chờn. Vâng, đúng, thực sự là càng học càng thấy hay quá thầy ạ. Em nhận rất là mấy cái này từ cao nhân, từ thiện đại tri thức. Em còn thấy hay nữa, em không có nhịn được. Nên em đã mở các buổi chia sẻ trong suốt 8 năm qua. Nói gì tới cái mấy chị nghe. Em nhận em còn thấy hay nữa mà. Dạ, dạ, dạ vâng ạ, rất nhiều tất cả các học viên đều có cảm nhận như em ạ. Thực sự là em thấy là thầy đã tạo được cho mọi người được là cái nâng cao được cái sức học tập của mọi người. Bởi vì là cảm nhận được rằng là tất cả những gì mà hiểu biết của chúng ta thì là đều đến sau những cái sự việc nó xảy đến. Thế cho nên là cần phải nâng cao được cái tinh thần học tập. Thực sự là em thấy cái nâng cao được cái sức học tập ấy, em thấy rất là không, cái này ở trong này mình không có dùng nâng cao.
mà mình dùng cái từ nè, dùng luôn trong cuộc đời mình sau này, đó là hưởng thụ học tập. Hưởng thụ học tập. Đúng rồi, hưởng thụ học tập. Cái từ này hay lắm. Cái từ này toàn nhờ nó mà cuộc đời của toàn nó đã chuyển rất nhiều á. Đó là hưởng thụ học tập. Hưởng nhớ hỏi ngã quên tiêu ta. Nhớ hỏi ạ. Hưởng thụ học tập. Khái niệm đó được gọi là hưởng thụ học tập. Mình không có nâng cao gì hết trơn á. Mình ngủ cũng được nữa. Mình ngủ cũng được, mình vui vẻ gì cũng được. Nhưng mà mình hưởng thụ, mình cảm thấy học tập rất là an vui, rất là thoải mái, mà không cần cố gắng bất kỳ cái điều gì nhưng vẫn chuyển hóa, thì cái đó là hưởng thụ học tập. Giống như du lịch sức khỏe cũng vậy đó. Toàn cũng tạo điều kiện, tạo một cái bối cảnh cho các anh chị mentor. Đợt này thì tạo điều kiện cho những người thân đã học thêm cái lớp nội tâm để đi nữa, thì họ sẽ hưởng thụ học tập vui vẻ thoải mái gì đó. Cái cuối buổi trôi qua đi hết 7 ngày, hết 5 ngày 4 đêm, cái người ta giảm vòng eo 7 cm, 8 cm, ngực nở lên 1 tấc 2. Thì họ hưởng thụ học tập, tại vì chuẩn hóa hình thể, trẻ hóa thân tâm mà. Tự nhiên bước ra khỏi cái đó, tự nhiên thấy mình trẻ, mình đẹp lên. Hưởng thụ học tập. Tuyệt vời quá. Dạ. Dạ em biết ơn thầy ạ, em sẽ tiếp tục học tập xuyên suốt ạ. Em xin phép được tắt mic ạ. Dạ. Các anh chị kiếm, các anh chị là người thân của các anh chị mentor á, các anh chị xem đi, chuẩn bị đăng ký. Mình chế độ của mình đi du lịch đợt này á, du lịch sức khỏe đợt này là chế độ 5 sao. Ăn uống 5 sao, ngủ nghỉ 5 sao, trải nghiệm cái nội tâm 5 sao luôn. Thì chi phí nó mà chi phí giá bình dân tương đối. Tại vì mình đông người mà quyết thương lượng với team trong quá trình tổ chức, thì quyết không có lấy cái chi phí tổ chức tài chính, cái chi phí học tập, mà các anh chị chỉ trả tiền ăn, tiền ngủ của các anh chị, cộng với một số cái chi tiêu cho một số đội ngũ phụng sự thôi. Thì chi phí của nó rất là 7 ngày 6 đêm 5 sao, thì hầu như nó rất là giá, rất là hợp lý. Dạ. Tham gia thì các anh chị liên hệ với các anh chị mentor, thì chị tạo điều kiện cho các anh chị mentor đăng ký thôi, chứ không có đại trà bên ngoài. Rồi sau đó các anh chị mentor thì dẫn dắt một số anh chị là người thân học lớp nội tâm. Rồi sau đó các anh chị được học bơi lội, học về sức khỏe, nâng cao nhận thức về sức khỏe, chứ không phải vô đó học kiến thức sao không. Các anh chị được chỉnh sửa cơ thể, chân ngắn chân dài, điều chỉnh đốt sống, mỗi người cao lên, trung bình thì cao lên được khoảng 1.5 cm tới 2 cm, có nhiều người cao lên 3 cm, có nhiều người cao lên 4 cm. Dòng eo có giảm 3-4-5 cm, còn ốm thì mập lên, còn mập thì gọn xuống. Những ngày ăn 6 cử, ăn 5 cử. Dạ. Khoảng bao nhiêu tài chính thì chưa biết, nhưng mà đang thương lượng với đối tác của bên bển để người ta làm. Đợt này mình làm ở miền Bắc, mình làm ở Thanh Hóa, tổ chức cho các anh chị du lịch ở Thanh Hóa luôn. Dạ. Từ ngày 16 đến ngày 22 là chúng ta tổ chức chương trình của tháng 10. Dạ. 7 ngày 6 đêm nên không có ngay những ngày nghỉ cho các con đâu các anh chị. Các con du học rồi. Dạ. Thì các anh chị là các anh chị mentor được đăng ký cộng với người thân yêu thêm, người thân yêu bên cạnh học lớp nội tâm. Tháng 10 mới học. Tháng 10 mới học các anh chị. Bí mật, Thanh Hóa tổ chức ở đâu bí mật, nhưng đang tổ chức ở Sầm Sơn á. Đang xem xét. Đang khảo sát mới. Toàn mới đi ra ngoài Bắc đó. Đợt rồi nhờ Nhật Anh chia sẻ là toàn đi khảo sát chương trình đó đó các anh chị. Toàn đi khảo sát á. Đợt này thì các anh chị miền Nam đi ra thăm ngoài Bắc, xong rồi được bố trí đi chơi nữa. Đi thăm Bắc luôn. Bắc đẹp lắm. Miền Bắc mình đẹp lắm các anh chị. Miền Bắc cảnh đẹp lắm. Đẹp lắm.
con người ở miền Bắc á, thì các anh chị ngày trải nghiệm đi, trải nghiệm con người miền Bắc đặc biệt lắm, thích lắm. Các anh chị trải nghiệm cái người miền Bắc mà học quýt, các anh chị sẽ hiểu được như thế nào. Hay lắm, thích lắm. Đợt này đi miền Bắc tổ chức chương trình là thích. Mùa thu. Các anh chị nào mà không có mentor, người thân của mentor, thì các anh chị cứ cứ liên hệ với tổng quản Mama Lê Hồng Phụng, có mưu cầu thì để xem xét coi nếu mà trường hợp các anh chị đã học tập có sự chuyển hóa mà mong muốn dự trù cái kế hoạch các anh chị tham gia mentor tư, thì cũng cân nhắc được cái chương trình cho các anh chị. Dạ. Các anh chị liên hệ với tổng quản Mama Lê Hồng Phụng á, các anh chị nhận thông tin thì đại toàn nói báo với bạn Phụng là nhận thông tin trước, sau đó ưu tiên cho các anh chị mentor đăng ký trước, sau đó cân nhắc lại khách sạn để xem, rồi bắt đầu sẽ báo với các anh chị. Nhiều khi dung chứa của khách sạn nó không đủ á, thì cũng ưu tiên cho các anh chị mentor 4 tương lai, hoặc là dự các cái ứng cử viên của mentor 4 để anh chị, để cho các anh chị trải nghiệm cái nội tâm, trải nghiệm cái môi trường, với thêm cái nữa các anh chị rèn luyện sức khỏe luôn trước cái nền tảng. À, nên là chúng ta cứ tạo điều kiện đó, tại vì toàn thông báo gì là có nghĩa là tạo điều kiện. Tại vì đợt này á, dự trù chúng ta là có 500 người, nhưng mà nếu chúng ta làm hơn thêm vài trăm người nữa, có khoảng 500-800 nữa cũng không sao. Hình như dưới 1000 người là được hay sao, toàn chưa biết cái bên khách sạn tiêu chuẩn sao, toàn test lại một cái nữa. Trong cái thông tin của Telegram á, hầu như bạn Phụng là có thông tin hết cho mọi người mà. Đợt này ra Bắc vui à. Toàn nói với các anh chị mentor ngoài Bắc á, tổ chức chương trình cho chúng ta thêm đi du lịch thêm. Nhờ các anh chị đó giúp đỡ thêm cho chúng ta trải nghiệm. Thích lắm, cảnh ở ngoài Bắc đẹp lắm. Dạ, khóa trực tiếp thì chưa, khóa trực tiếp chưa tìm được địa điểm phù hợp cho chúng ta. Hòa Nguyễn Thị Thu Hòa hả? Xin mời ạ. Vâng ạ. Thầy nghe được con nói không ạ? Dạ được ạ. Vâng ạ, rất biết ơn thầy ạ. Em rất ơn nhân mạch của em là anh Hoàng Tuấn Quang ạ. Anh đã giới thiệu em đi lớp học viết của mình. Trước khi em vào đăng ký cái 17 này, em cũng đã nghe được ca 15 và ca 6. Và em đang có ca 17. Thầy xin thầy chút, em tự nhiên hồi hộp quá. Nói chuyện với thầy tự nhiên em run thầy ạ. Chị cứ công thức hôm trước đó, rất là biết ơn. Nói một chút xíu ra. Vâng ạ, em rất biết ơn thầy ạ. Biết ơn nhiều vô, không phải biết ơn em, mà là nói đại rất là biết ơn. Chị đã biết ơn ai nó hiện ra chút xíu được. Rất biết ơn học quyết của mình. Đơn nhiên các em, cho em vỡ học này là anh Hoàng Tuấn Quang ạ. Em đang ở lên 3, học quyết lên 3. Em 76, 20 ạ. Em dưới em là giáo viên. Em hơi bị ghẹ chị, sao nói chuyện nó bị ghẹ sao? Ghẹ thầy. Ừ, bây giờ nói lại thử ai. Vâng ạ, em là giáo viên ở xã Họ Tỉnh Họ và ở đất Hùng.
quê hương có vua Hùng. Vua Hùng ngang ở ở Phú Thọ hả ta, ở đâu quên này? Em ở sang Phú Thọ ạ. Dạ. Gia đình tầm gần 2 cây. Thầy ơi, xin nói thầy là em nghe những bài của thầy và ca Việt Nam và ca Việt Nam đến hôm nay buổi thứ 9. Em bỏ quyền màu ca 15, em ca 16, 21 buổi đủ. Nghe xong em không biết cái gì ấy thầy ạ. Em nhớ gì hết, nhưng mà khi đi lên đường hoặc là em đi ra ngoài làm học sinh và giáo viên thì em thì có cái ngộ cái ngoài thế nào đến lúc ra để cho em với em không thể được em mất cũng ra không hiểu sao hè em còn cái số thì có nhiều cái vấn đề sau khi em nghe được ca 16 và được có người đóng góp cho chị nè, chị nhấc điện thoại lên để lo không bị che sẽ hết gà kìa, chị cầm điện thoại lên thử coi chưa, rồi chị nói đi. Em thì sao em đứng trên lớp và đứng trên rất học sinh viên này, chị cầm cái điện thoại lên đó, người ta nói chị cầm điện thoại lên đó, cho chị đưa vô chị nói gì nè, khỏi cần thấy mặt cũng được. Không run là sao hôm nay em nói run vậy ạ? Chị ở trong ở ngoài trong nhà có cái thao không, chị bước lên chị ra sao lấy giùm em cái thao đi. Tìm gì này? Bỏ ngay chỗ trước ngực kìa, nó có rớt trái tim xuống thì có cái hướng lại. Nà. Lấy đi, đi ra sao lấy đi. Rồi sẽ có em sẽ ạ, em sữa. Nhà không có thao ạ? À? Có. Có, lấy cái thao ra. Lấy thao rồi hướng lại. Làm lý của nhà chồng đang làm lý ở trường trung học sở, do vậy cũng rất biết ơn lớp học em vào được cái học này, em thấu hiểu cái nội của mình, em thấy rằng lớp học đúng là cái tên thấu hiểu nội tâm kiến tạo vui là thực sự là nó rất là ý nghĩa cho mỗi em mình đã vào lớp này, là đây là một trong những lớp học mà khiến mọi người có những cái gì mà thay đổi được nhiều trong sống và trong cái nội của mình. Em cũng biết ơn học và dẫn thầy đã tạo ra lớp học này. Hai vậy tai nó gà quá, nghe được tương đối nhưng mà được á. Vâng ạ, vâng, biết được ạ. Bữa nào giới thiệu sao ha. Em trời, em chào canh xuống lớp học ạ. Nãy giờ đi lấy cái thao là nhịp tim nó bắt đầu nó nhanh lên là đâu bị rung nữa. Vâng ạ. Em trời ạ. Các anh chị trước khi nói chuyện mà các anh chị muốn đỡ bị rung hồi hộp á, các anh chị chạy cho nhịp tim lên khoảng cỡ 100, 120, các anh chị bình ổn lại nói chuyện tốt. Xin mời Liên, Phạm Thị Liên. Thầy đang gọi mẹ đấy. Phạm Thị Liên. Dạ, em chào thầy, em chào tất cả các thành viên trong tổ chức quýt nhà mình. Em cũng bị run thầy ạ. Gọi em tổng nghiệp đi. Dạ. Em rất là biết ơn đến cái người trao cơ hội cho em, đó là bạn Huy Trần Huy Sơn.
em học nghe các cái khóa ghi âm của cái lớp 10 năm ấy, em cảm thấy mình như là được sự thay đổi. Vì trong những cái năm trước đó em gặp rất nhiều biến cố và em không biết làm thế nào. Thực sự ra là biến cố lớn nhất đó là về một các mối quan hệ. Và cái thứ hai nữa là về, thực ra nó cũng nhiều thứ lắm, nhưng mà về cơ bản chính là cái mối quan hệ của em trong gia đình ấy, nó không được, nó gọi là bất như ý thầy ạ. Và trong suốt 3 năm em thay đổi, thực ra mình cũng rất là đau đớn. Mà đến bên cạnh những cái người sống bên cạnh mình mà luôn luôn rót vào tai mình những cái điều mà mình không muốn nghe, nó rất là tiêu cực. Nhưng mà em không hiểu sao mà em vẫn cứ vươn lên được. Và cũng rất là may mắn cho em trong cái đợt vừa rồi thì từ giữa tháng 8, bạn Vi Sơn có gửi cho em cái video của cái khóa 10 năm. Em nghe nó mười mấy buổi, biết là hơn chục buổi, nó chưa được 21 buổi đâu thầy ạ. Thế nhưng mà em cũng nghe rất là tập trung và chỉ trong vòng có 8 ngày thì em nghe xong cái khóa đấy và em rất là biết ơn bạn ý. Thực sự ra em loay hoay trong những năm vừa rồi, từ cái năm gặp biến cố là năm em 39 tuổi. Đến cái năm vừa rồi thì em mới tìm thấy, em mới cảm nhận được rằng là mình rất là may mắn thầy ạ. Cái sự may ấy là do là mình có cái sự khao khát vươn lên ấy ạ. Chứ mình không bị em lắm lúc em có cảm giác như là những cái người mà ở cạnh em ấy là họ luôn luôn nói những lời tiêu cực, mà tại sao mình lại không bị vùi dập xuống ấy. Vì trong cái ý thức nội tâm của mình, mặc dù mình cũng chưa có cái khái niệm, cũng chưa có tư duy, nhưng em chỉ biết là em có một cái khao khát là vươn lên, được sống như cái điều gì đó để nó tốt hơn. Thì thực ra là em bây giờ em run quá, em không biết nói gì. Em chỉ biết là em nói nhiều lắm rồi chứ không biết nói gì trời. Biết ơn thầy. Nói nhiều lắm rồi đó. Nói gì cũng gì đâu. Dạ em rất là khao khát được. Nhưng mà từ khi học xong rồi chuyển hóa nhiều đúng không? Dạ vâng ạ. Trong cái mối quan hệ của em hả? Trong 8 ngày nghe hết luôn hả? Dạ vâng ạ, bởi vì là em có cái sức học kinh khủng lắm thầy ạ. Em có thể thức học và nghe xuyên đêm. Nhưng có một điều lạ là nghe bài của thầy là em buồn ngủ lắm ạ. Và em ngủ một tí xong tí em lại tiếp, em lại nhấn lại cái đoạn. Biết tại sao mà nghe bài của em buồn ngủ không? Dạ. Bữa nay nói cho các anh chị bí mật ha. Dạ. Đó là người nào suy nghĩ nhiều quá trong cái cuộc sống, nghe cái bài này là buồn ngủ, chịu không nổi. Dạ. À, dạ. Ai suy nghĩ nhiều quá thì nghe buồn ngủ. Còn ai mà cũng có tư duy nghi vấn về tìm về cuộc đời của mình nhưng mà ít suy nghĩ gì cũng vấn nạn, nghe thì nó thức suốt, để chi nó quá hay. Tại vì nó dạ. Thấu suốt mọi cái mà nó hay quá. Nhưng mà dạ. Qua hết cơn buồn ngủ là bắt đầu thức, là nghe được, nghe sâu sắc. Dạ vâng đúng rồi. Ai, em nó ngừng vâng. Lại suy nghĩ từ từ rồi bắt đầu nó nghe rất sâu và rất thích. Dạ vâng đúng rồi ạ. Em cũng có cái cảm trải qua những cái trải nghiệm như thế. Và thực ra là em hàng ngày là em đi ngủ em cũng nghe, mà nấu cơm hay làm bất kỳ việc gì, đưa đón con đi học em cũng đều đặt cạnh tai nghe. Và nghe cảm, có những lúc em cảm thấy nó thấu vào tận tim ý, nhưng mà nhiều khi em lại quên mất ạ. Dạ, chị từ từ đi, tại vì chị từ từ sẽ ít tư duy đi, chị sẽ nghe được. Có nhiều người các anh chị biết họ nhức đầu chịu không nổi, thấy hay lắm mình nghe chịu không nổi, nghe mất ngủ bao nhiêu năm nghe cũng ngủ hết. Tại vì mất ngủ là do bị suy nghĩ, chứ không phải là yếu tố vật lý có vấn đề. Người đó mất ngủ là do bị tư duy nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá mà không ngừng lại được suy nghĩ. Nên khi nghe cái nội tâm, cái tự nhiên nó làm cho cân bằng điện từ lại á. Cái tự nhiên nó chìm vào được vô giấc ngủ sâu, mà cứ mỗi lần nghe là ngủ, mỗi lần nghe là ngủ. Mất ngủ là nghe ngủ. Vâng ạ. Dạ vâng. Em rất là biết ơn, và đặc biệt là em thấy cái tư duy của mình nó đã sáng dần lên rất là nhiều. Trước đó em cũng cứ loay hoay, em không biết làm thế nào để cải thiện cái mối quan hệ, càng cải thiện thì nó càng xấu đi. Đó có thể là mình là không biết cách. Khi mà thầy nói rằng là lấy ánh sáng đưa vào cái phòng tối ấy, thì là cái căn phòng nó sẽ sáng trưng lên ở nhiều khía cạnh. Thì em lại cứ giải quyết từng vụ một, nhưng mà thực ra là em lại cứ lấy bóng tối ra mà mình không biết. Và cho đến tại thời điểm hiện tại thì em rất thấm cái bài học của thầy, đó là sự yêu thương. Nhưng em chưa dám ôm mẹ của mình.
chưa dám ôm mẹ của mình, mặc dù mẹ của mình cũng đã hơn 70 tuổi rồi. Nghe đến đấy là em đều khóc thôi, nhưng mà em cũng chưa biết làm thế nào, chưa vượt qua được cái đó. Suy nghĩ nhiều quá, ôm chứ có gì đâu, bà có đẩy ra thì ôm lại. Dạ, vâng, có đúng rồi ạ. Đâu. Nhưng mà đúng là trong cái quá khứ của mình á, mình thường xuyên ôm chồng không? Dạ cũng ít ạ, nhưng bây giờ thì cũng đỡ hơn rồi thầy ạ. Ôm thường xuyên, cái từ từ ôm dạ. Biết quen nhỉ. Dạ vâng ạ. Em cũng rất là khao khát, mong được muốn được cái sự thay đổi lột xác. Và đặc biệt là hôm nay thầy ơi, cái buổi dạy học đầu tiên ấy ạ. Mặc dù học sinh nó rất là nhỏ thôi, nó lớp 7 thôi, nhưng mà em cho học sinh cái khái niệm đầu giờ một tí, đó là cái vòng tròn tri thức ấy ạ. Các em rất là háo hức, thích lắm thầy ạ. Trời ơi, giáo viên mà lấy mấy cái đó đi làm giàu đó nghe, chứ không phải giỡn đâu. Dạy nhẹ nhàng lắm, chia sẻ nhẹ nhàng lắm. Dạ, để cho học sinh, cái điều quan trọng là rất nhiều em tự ti. Vì cơ bản là các em không có cái khả năng, các em cứ nghĩ là mình không có khả năng học tốt như một số bạn khác, nổi trội được các thầy cô giáo hay gọi hay yêu quý. Cho nên là khi hôm nay em đưa cái khái niệm vòng tròn tri thức đấy vào thì các em rất là hào hứng ạ. Em thì mong sao là mình áp dụng được càng nhiều càng tốt cái tri thức của thầy vào trong lĩnh vực của mình ạ. Em rất là biết ơn nhiều thầy. Lắm. Nhiều các anh chị bên tiến sĩ bên giáo dục rồi đó, họ đang triển khai một số kế hoạch này, họ cũng học tập, họ đang hỗ trợ cho cộng đồng. Dạ. Em cũng rất là ước mơ được trở thành là thành viên của Mentor 4 ạ. Chị mơ đi chị, rồi chị ngủ cái dạ. Chị mơ á, chị đừng có nộp bài giảng. Em học ạ. Em học để em thay đổi chứ em. Chị mơ, rồi chị thôi chứ chị đừng có nộp bài phỏng vấn gì chứ. Dạ. Thầy vui tính ạ. Em biết là em phải cố gắng rất nhiều ạ. Thực ra là cái giai đoạn này em phải khắc phục nhiều thứ, phải nỗ lực nhiều thứ ạ. Thực ra trước đó thì em cứ mãi miết là em thấy rằng là mình thiếu tài chính, rồi thiếu thứ nọ, thiếu thứ kia, mình cứ đi tìm. Thế là em mới bảo là em gặp bạn Trần Huy Sơn, thì em bảo là chị rất là biết ơn em khi mà trong quãng đường đi của chị thì lại va vào em. Và rất là may là va vào bạn ấy không giận, mà bạn ấy lại còn trao cơ hội cho em nữa ạ. Thế cho nên là em rất là biết ơn tổ chức Quýt, biết ơn thầy Trần Thanh Toàn. Tính ra cái tiệc quý mà mình có thể trao cho bạn mình là cơ hội ha. Dạ vâng ạ. Cơ hội để học tập, cơ hội để thay đổi cuộc đời thông qua những tri thức hay ha, thích ha. Dạ. Giờ mình có quà đi cho nhiều người lắm rồi đó các anh chị, các tri thức nhận được. Dạ vâng. Vậy em cũng đang nghĩ là cách làm thế nào để mình đi cho quà để người ta đón nhận, chứ không phải là mình có cái quà đấy mình dí với ai cũng được. Thực ra là của cho không bằng cách cho. Nhiều người chưa có tư duy như tất cả các thành viên ở trong này, thì khi mà nói đến họ chỉ nói đến nghe cái từ học nên là họ đã sợ rồi thầy ạ. Thế cho nên là cho em nghĩ là cũng phải học cách cho thầy ạ. Thế em rất là muốn được. Thì cứ nằm mơ nữa đây chị. Em không muốn mơ nữa đâu ạ. Bây giờ là tất cả mọi thứ là em đều phải tỉnh giấc ạ. Tỉnh thức, bởi vì em sinh năm 78, năm nay em 20 tuổi. Bây giờ em hỏi chị nè. Dạ. Hôm gài chị có hưởng thụ học tập không? Dạ có. Em hàng ngày em hưởng thụ học tập. Đừng có lấy cái tưởng của mình để nói người ta không có hưởng thụ học tập. Chị cứ nói người ta là cái này là rất là hưởng thụ học tập, đừng có nói học nữa, mà thật sự là hưởng thụ học tập luôn á. Vâng ạ. Chị đừng có lấy cái tưởng của mình nữa để nói với người ta nữa. Vâng. Các anh chị, nhiều anh chị rất là rảnh nên là tưởng rằng con nghe nội dung không hiểu. Và rất là tưởng luôn, rất là rảnh tưởng rằng là bạn chạy qua chạy lại thì không biết gì. Đâu có, dạ. Đâu có chuyện đó xảy ra. Tại vì đâu nhất thiết phải nghe chính thức vô ghi chép thì mới chuyển hóa. Lúc nãy có người nhắn tin là nghe không hiểu gì hết, cần gì phải hiểu. Dạ. Cần các anh chị thay đổi cuộc đời chứ cần gì phải hiểu. Nhưng mà còn nghe không? Nếu còn nghe là còn chuyển hóa. Còn không hiểu cũng không có ý nghĩa gì hết, không quan tâm. Em... tại vì dạ, nó vâng. Nằm thuộc về cái không biết của mình sao hiểu. Thì từ từ nó mới thở thành cái biết chứ. Dạ, vâng. Em cứ 3-4-5 lần là sẽ hiểu, có gì đâu. Em cứ chỉ cần được nghe thôi là đã là hạnh phúc. Và em không cho phép mình có thời gian trống. Cứ trống ra làm gì đó em lại bật lên để em nghe. Và em nghe em thích lắm.
đâu có cần gì phải hiểu. Hiểu thì để hiểu là những con người có sứ mệnh gì, họ muốn trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm nên họ cần phải hiểu để giúp người. Còn mình cần chuyển hóa thì cần gì phải hiểu, cứ học tới thôi. Dạ. Không cần quan tâm có hiểu gì chưa ha. Nhưng không phải là mình ông thầy ông nói mình không biết nha. Vâng ạ. Biết hết à? Chứ làm gì có, nói cái gì biết hết đó nghe. Vâng ạ. Em cũng muốn là mình ngoài cái việc chuyển hóa ở đây của mình ấy, em xin phép cái ở đây có người tên Cao dạ vâng. Cao Ánh Tú thì hỏi con không hiểu tiếng Việt nhiều thì cũng nhận được không thầy? Được. Có mấy con của chị Vân Anh ở Pháp rồi nè, không biết chị Vân Anh ở đây có đây không nữa, chị có đây không chị? Chị giơ tay giúp em cái chị Vân Anh. Em xin phép thầy em tắt mic ạ. Không, chị có thể nói chuyện để em nói cái ý của dụ hiểu ở đây cho chị á. À, dạ vâng ạ. Chị cứ đứng nói chuyện, em còn đang nói chuyện với chị đó. Dạ không vâng ạ. Chị Vân Anh có đây không? Chắc không có à. Là con gái á, là ở Pháp, con của ba là người Pháp. Ba bé về đây nè. Tự nhiên các anh chị biết cái gì không? Hát luôn dạ. Đúng cái bài Con Người Là Vốn Quý á. Hát toàn bộ bằng tiếng Việt nhưng trong khi đó là biết tiếng Pháp rồi, con là tiếng Pháp tiếng Anh rồi. Thế ạ? À? Quá giỏi thì ạ. À? Trời ơi, khóa trước hát á, hát tiếng Việt hát hiểu. Nghĩa là mình không cần phải nghĩ cho người khác ạ. Mình chỉ đừng cần có tưởng, đừng có tưởng tào lao là người ta không hiểu hoặc là người ta không muốn học. Mình ngồi đó mình tưởng chi cho nó hình ảnh tâm trí kém vậy. Dạ vâng vâng. Em hiểu rồi ạ. Rồi ha. Dạ. Thôi 10 giờ 6 dạ, vâng, phút này em biết ơn thầy ạ. À. Mình ngủ ha. Dạ. Mở micro cho cả nhà chào nhau luôn ngủ ha. Dạ, vâng em chào thầy, em biết ơn thầy em.